Tí phá mạch. Thành bại là ở trận đánh này. Lứt ra. Sa phòng, sa phòng. Lùi nữa, lùi nữa. Tiếp nữa, được rồi. Kìa kìa, đội trưởng Hải Ly đến rồi. Đội trưởng, mọi người nên nhanh lên một chút. Chuẩn bị tập học rồi. Vâng. Tiểu Man, Tiểu Man. Chị Hải Ly, vừa rồi thật ngại quá. Chuẩn bị tốt vật phẩm cho đội viên hy sinh vì nhiệm vụ chưa? Cơ bản thì xong rồi. Lượng công việc sắp xếp khá lớn. Mệt không? Không hẳn như vậy. Chỉ là em cảm thấy trong chớp nhoáng đã cướp đi ba tính mạng của đội viên, có hơi bất ngờ. Thực ra những chuyện này thường xuyên xảy ra, dần dần quen rồi sẽ ổn. Tại sao chị Hải Ly lại thản nhiên như vậy? Không bình tĩnh thì có thể làm gì? Em xin lỗi, chị Hải Ly cũng luôn chiến đấu hết sức mình. Chỉ là tại sao lại để những người bình thường này đi đối kháng với linh giới? Tiểu Man, những đấu hồn vệ giác tỉnh ở nhân gian thực ra số người không nhiều, hơn nữa có thể đối kháng với chiến linh càng là hiếm có, trong nghìn chọn một. Tình hình bây giờ không chỉ dựa vào đấu hồn vệ để đi chiến đấu, mặc dù rất tàn khốc, nhưng mà có một số chuyện phải có người đứng ra thừa nhận. Giống như cô với Sơn Phong, không quả tính mạng mà đi đối kháng với đối thủ của linh giới sao? Xin lỗi, có lẽ giống như lời chị vừa nói. Không sao, Tiểu Man, hôm nay cô cũng mệt rồi. Những vật phẩm này đợi lúc nữa thu xếp ổn cho những đội viên siêng năng khác xong, đến tận tay những người đã hy sinh vì nhiệm vụ thì cô đi nghỉ một chút đi. Sao thế? Không nhớ gì sao? Hình như là gặp được phụ thân. Còn có manh mối nào quan trọng hơn không? Hình như không có manh mối nào mấu chốt. Nhưng mà nữ trang trên tay hình như là Vương Gia Văn Chương. Vương Gia Văn Chương. Nghe ai nói vậy? Nguyệt Lưu Tiên Tử. Nhà đầu đó lại lừa cháu rồi. Tiên tử gì chứ? Phượng Nguyệt Lưu Ly là người trong dòng tộc với ta, bây giờ chỉ có thể xem như linh hồn không thể siêu thoát. Thật sự là vong hồn sao? Nhà đầu đó có làm khó cháu không? Cái đó có phải không? Thực ra cuối cũng không làm gì cháu, coi như là không có. Đúng rồi anh bà, thế nào cháu có thể đi vào ảo mộng này? Cháu vẫn muốn gặp lại Nguyệt Lưu Tiên Tử. Chuyện này không nên vội vàng. Đi vào ảo mộng trách nhiệm rất lớn với tinh thần, nên nghỉ ngơi chút bữa đi. Có lẽ nghỉ ngơi ít bữa, ta cũng có thể nhớ ra một vài cái gì đó. Tử Nhiễm, có chuyện gì thì hãy nói đi. Thực ra cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Điện hạ xem gì chăm chú vậy, thần sợ làm phiền đến người. Không có gì, một phút ngẫu hứng, xem sách tịch của nhân gian. Điện hạ xem tỉ mỉ như vậy, chắc hẳn nó rất hay. Người của nhân gian mặc dù không thể sử dụng pháp lực linh khí, nhưng lại giỏi kiến thức về tận dụng loại kỳ diệu này, sáng tạo ra những sự vật hơn so với linh pháp. Các sinh linh của nhân gian, các câu chuyện của nhân loại xem không hết. Đã lâu lắm rồi không thấy điện hạ vui như vậy. Nhất thời thất lễ rồi. Tử Nhiễm, ngươi cũng cười hơi to tiếng rồi đấy. Thần muốn nhìn điện hạ vui vẻ như vậy, nhưng mà không dễ để thần lân điện hạ thường xuyên tiếp xúc với những sự vật nhân gian, nếu không lại phải bị nghe thuyết giáo. Đúng vậy, thế giới này con người động vật thật là đẹp, chung quy như một cõi mộng. Đúng rồi, vừa rồi có phải có chuyện gì muốn bẩm báo không? Đúng vậy điện hạ, sau khi đến nhân gian, vì không thể tiếp nối đến linh mạch, rất nhiều linh khí khi sử dụng đã trở nên rất bất tiện. Người của Huyền Công Phủ gần đây đã là một linh khí mới, có thể dễ dàng sử dụng ở trần gian. Được, biết rồi. Người và Thương Lân thì sắp xếp đi, cho chiến linh của tiền tuyến xung quân với linh khí mới. Tuân lệnh điện hạ. Còn một chuyện nữa, Trần Vô Phách với Thương Lân đang ở điện chầu chờ người.
Vậy chờ mẹ gặp mặt đi. Tuân lệnh, điện hạ. Tập trung tinh thần, linh khí sẽ phân tán hết khu vườn. Trong phạm vi kết giới linh khí sẽ cảm nhận được sự vật nhỏ bé biến đổi. Chào buổi sáng anh bà. Nghe đầu Minh Nguyệt hôm nay lanh lợi như vậy, xem ra ở ảo mộng học được thứ gì đó. Anh bà lại chế giễu rồi. Đúng rồi, Minh Nguyệt, đợi lát nữa cháu luyện công xong thì đến phòng nhé. Minh Nguyệt, đêm qua ta ngủ khá là ngon giấc. Sau đó, sáng nay lúc ta tỉnh dậy cuối cùng cũng nhớ ra một số thứ. Anh bà không lời chào đấy chứ. Nhà đầu này, ngồi xuống trước đi. Đột nhiên nhớ ra, rất lâu trước kia có một vị cố nhân đã cho ta một thứ có liên quan đến linh mạch nhân gian. Vậy đó là cái gì? Nó là một vật như thế này này. Đó là cái gì vậy? Tuổi trẻ các cháu chăm chỉ quá, liệu mình để tìm linh kiện mà không biết đó là gì, còn phân thành nhiều bộ phận nữa sao? Vậy chia ra bao nhiêu phần vậy? Để ở đâu vậy? Nhiều vấn đề như vậy, ta đương nhiên là quên rồi. Anh bà, bắt đầu quan trọng như vậy sao bà có thể sao lãng như vậy chứ? Bởi vậy mới nói người trẻ tuổi các cháu cứ thích để tâm đến những chuyện vụn vặt. Năm đó là vì để bảo vệ bí mật mới phân thành nhiều mảnh. Bây giờ xem ra mọi người không thể tìm được hết rồi. Vậy thì sẽ không sợ người của linh giới tìm được linh mạch rồi. Anh bà nói cũng đúng. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm được linh mạch sớm hơn, thì có thể nắm chắc cơ hội thắng lợi rồi. Hơn nữa hiện giờ thế lực của linh giới đang không ngừng lớn mạnh. Bộ nhỡ chúng dùng cách khác để tìm ra linh mạch, vậy phiền phức rồi. Không cần phải quá lo lắng. Ta nhớ lúc ta vẫn còn giữ một mảnh. Không phải là quên để ở chỗ nào đúng không? Trở đến chỗ giữa cái bàn đó xem thử xem. Hình như là có một mảnh để ở dưới cái chân bàn đó. Anh bà, là mảnh này sao? Đúng vậy, chính là nó. Anh bà thật chủ quan quá, sao lại để ở chỗ dễ thấy như vậy? Món đồ này nhìn qua chỉ là một mảnh sắt vụn, trộm cũng không thèm để ý đến. Để ở chỗ dễ nhìn thấy thì sao không thể quên được. Bà còn nói như vậy nữa, trước kia không phải đã quên rồi sao? Hai ngày nay đột nhiên đầu của ta lại minh mẫn như vậy. Ta vẫn còn một tin tốt nữa. Thật sao ạ? Bà nhớ là bà vẫn còn một người bạn cũ nữa cũng có một mảnh. Hơn nữa cách đây cũng không xa lắm. Vậy chúng ta mau đi thôi. Không cần gấp, cứ nghỉ ngơi trước đã. Bà đã quên ông ấy ở đâu rồi. Ngày mai nghĩ ra thì đi. Anh mà bà đúng thật là tham kiến lục chi điện hạ. Hai vị khanh gia bình thân, thuộc hạ đã sắp xếp xong linh khí mới rồi. Độc quyền bởi TV2. Ngoài ra thân nhiên đấu thần vệ đã quy phục cho biết có thể mở được dị thiên phụ ấn của linh mạch nhân gian rồi. Hình như đã nắm chắc được trong tay linh thú môn của đấu hồn vệ rồi. Bây giờ đã phái linh chiến đi thu tìm phụ ấn. Được, việc này cần phải gấp rút làm xong. Hạ thần cũng có một chuyện cần bẩm báo. Chuẩn tấu. Công trưởng thiên ma của hạ thần sắp xếp đã triển khai trên quy mô lớn rồi. Ngươi điện hạ, rất nhanh thôi những con chiến linh bồ nhìn này sẽ có thể gia nhập vào trận đấu hủy diệt của đấu hồn vệ rồi. Ý nguyện của điện hạ chỉ còn cách ngày này thời gian ngắn thôi. Thật tốt quá, hy vọng các thanh gia sẽ chiến thắng trở về. Cuối cùng cũng đến rồi. Ở đây có một gì đó hơi lạ, có một loại gì đó lạnh lẽo. Trời cũng không còn sớm nữa, chắc là cũng không có vị khách du lịch nào ở trong miếu này đâu, nên có hơi lạnh lẽo. Không ngờ muộn như vậy rồi mà vẫn còn nhiều khách du lịch như vậy. Lão hồ đồ này đã sai rồi, xem ra là đến muộn rồi. Những người này sao thế? Đều là những con rối cả.
anh ba không sao chứ? Không sao, xương cốt của bà miễn cưỡng vẫn có thể hoạt động được. Không ngờ muộn như vậy rồi mà vẫn còn có khách đến. Ồn ào ở miếu là không tốt. Ồ, còn một đại mỹ nhân nữa. Hoa mà có gai thường sẽ vừa đẹp vừa kích thích. Đợi ta dạy dỗ cho một bài, sẽ từ từ thưởng thức. Bên cạnh mỹ nhân còn có cái làm chướng mắt. Ăn sạch bà già đó cho ta. Anh ba ba. Không được, anh ba ba, bà ấy. Anh ba ba. Minh Nguyệt. Khó chịu quá. Để ta ngủ một chút đi. Cái gì? Lại ngủ? Làm thế nào bây giờ? Phải khắc thêm chút, anh bà lại trở về trạng thái hồ đồ rồi. Để không chế cho kiếm bay xa, không có cách nào để tập trung tinh thần. Hơn nữa còn tiêu hao năng lực, còn cách tăng lên thì tốc độ cũng tăng lên. Chỉ có thể cho anh bà đi xa rồi tính sau. Tiểu mỹ nhân, để bà già đó đi rồi, đã muốn hai chúng ta ở chung một chỗ sao? Nói sằng nói bệnh. Sao phải tiểu mỹ nhân tức giận cũng rất được đấy. Chỉ là độ chuẩn xác và lực kiếm vẫn còn hơi kém. Để ta dạy cho cô biết. Hành linh khi đó thật lợi hại. Bất luận là tốc độ hay năng lực đều có thể gia tăng gấp bội. Lần trước gặp phải tiểu tử đó, nhất thời bị thiệt lớn. Cục tức vẫn nuốt chưa trôi. Hôm nay ngoan để ta chút giận lên người tiểu mỹ nhân đi. Thế là không có tác dụng đâu. Hành linh khí này không những gia tăng linh lực cho ta, mà còn hộ pháp thêm cho thân thể của ta. Hãy ngoan ngoãn tuân theo đi. Anh bà chắc là đi xa rồi, có thể tập trung tinh thần chiến đấu rồi. Tiểu mỹ nhân toàn là chạy đi chạy lại, có chút làm khó cho ta rồi. Tiếp theo không thể dễ dàng chống đỡ được đâu. Chỉ cố chấp nhìn ta là không được. Tiểu đệ của ta hình như có hơi cô đơn. Tiểu nhân đê tiện. Rất nhanh cô sẽ biết. Ngoài đê tiện ra, ta còn rất nhiều tuyệt kỹ nữa. Lần trước gặp phải tiểu tử đó, đến gặp chưa ăn gì. Hại ta đói không chịu được. Hôm nay để ta nếm thử mỹ vị đi. Do TV2.org thực hiện thuyết mình. Tập 22. Lần này để ta thưởng thức món ngon này rồi. Cái gì mà món ngon chứ? Ta cũng muốn nếm thử. Ta thực ra là muốn mời đại thúc uống rượu. Đại thúc cũng đừng cao kể về món ngon của mình. Còn nhà đầu này sao vậy? Hoàn toàn không cảm thấy bất kỳ hơi thở nào. Tiểu muội muội, muộn vậy còn ra ngoài đi dạo thật là nguy hiểm. Sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, nghe đầu Minh Nguyệt cũng ở đây sao?
Làm gì mà bộ dạng thảm hại vậy? Vừa nãy cái gì cũng không nhìn rõ. Rốt cuộc nhà đầu này là cái gì? Trên người một chút linh khí cũng không có. Lẽ nào mình phải chạy trốn? Bình tĩnh, bình tĩnh. Có sợ cái gì? Đúng rồi, ta vẫn còn linh khí. Vừa giờ chắc chắn là thủ thuật trẻ mắt, hoặc là ta quá hưng phấn, nhất thời nhìn nhầm. Mời ngon trước mắt, phải nếm thử một chút. Thuận lợi rồi. Đại thúc, ngươi đang chơi cái gì vậy? À đúng rồi đại thúc, mặt thúc xấu như vậy, có thể tránh ra một chút được không? Cái gì? Nhà đầu này dám tự ý chê bai mặt của ta. Xem ta thử lại lần nữa đây. Vừa rồi là quá căng thẳng nên mới thất bại. Lần này ngoan ngoãn là mưu mô của ta đi. Đại thúc, ta nói rồi, mặt của thúc thật đáng sợ. Đừng có mà lượn đi lượn lại trước mặt bản cô nương đây. Không tin, tự soi vào gương đi. Gương sao? Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đầu ta trống rỗng. Đại thúc, ngươi có bị bộ dạng của mình dạ cho sợ sao? Ngươi, ngươi. Tiểu cô nương, tự ý cầm đồ của người khác là không tốt. Mau trả lại ta đi. Vật xấu như vậy mà ngươi cho là bảo vật sao? Trả lại ngươi này. Đeo xong chưa? Đeo xong rồi. Sức mạnh này, đừng căng thẳng, ngược lại sẽ chết nhanh hơn đấy. Sức mạnh này, lẽ nào là vị đại nhân đó, Ngọc Lưu Ly Toái Cương của Trách Tiếu Cuồng, Nhất Song Ngọc Tí, Vạn Linh Vong? Ngươi, ngươi! Có lời gì trăng trối không? Ngọc Lưu Ly Cuồng Nguyệt. Đúng rồi, đúng rồi. Lâu lắm rồi không được nghe người khác nhắc đến cái tên này. Ta quên mất. Chết đi trùng tử. Mọi người nhanh lên một chút. Để theo kịp, đưa tiện binh sĩ thì vui lên chứ. Cô gái nhỏ, thất tình sao? Không phải, không phải đâu. Xin lỗi, cơ đây em hơi mệt một chút. Vậy mà tôi cứ nghĩ đồng sự độc thân có cơ hội cơ. Cô bé, cười nhiều lên một chút. Này, ăn chút đồ ngọt này tâm trạng sẽ tốt hơn. Cái này trẻ con cho kẹo, ta không thích ăn ô mai này, cho cô đấy. Cảm ơn. Mong mọi người đều bình an trở về. Mong mọi người bình an trở về. Tiểu Man, làm gì mà đâu người ra đó vậy? Chúng tôi cũng phải nhanh chóng xuất phát rồi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức tập hợp đội siêng năng sau. Tiểu Man, dạo này cô nói hơi nhiều lời xin lỗi rồi đấy. Thả lỏng, tinh thần ra. Mọi người vì sao lại làm lính đánh thuê? Vì tiền. Làm một lần bằng làm cả đời. Nếu ta mà cường tráng thì ta cũng đi kiếm một khoản tiền lớn. Tiền tuyến rất nguy hiểm. Nói thì dễ. Đúng vậy, làm nghề này cứ như bán tính mạng, phía sau chắc chắn rất nhiều khó khăn. Đúng vậy, rất nhiều khó khăn. Alo, đây có phải FA số 2 không? Để bố xảy ra chuyện rồi.
Xin duy trì tín hiệu R15. Xin duy trì tín hiệu. Xin lập tức đến khu E2N2 trợ giúp. Xin lập tức đến E2N2. Nhanh vậy đã tắt rồi. Alo, béo, nghe rõ không? Đến E2N2. Tiểu Man, ổn định chỗ rồi. Chúng ta mau lên đường đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiền tuyến hình như xảy ra chuyện. Đội dự bị dài hạn, chúng ta phải dựa vào nó. Tử Bản Dương, lái xe thế nào vậy? Tiểu Man, không sao chứ? Vẫn tốt, không sao ạ. Đi ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. Này, có người không sao chứ? Hai người này, không được. Xuân Phong, Lâm Béo, em không thể cứ trốn sau lưng mọi người mãi được. Hãy cứ để em một lần cùng mọi người đứng chung một tiền tuyến đi. Tên biến thái này nuốt hết tất cả mọi thứ vào bụng. Lâu lắm rồi không trở về với thế giới bên ngoài. Không khí ở đây thật khác quá. Tuân vài cái đã thấy thoải mái gần cốt rồi. Còn mùi máu tanh này, thật là tỉnh táo tinh thần quá. Nhưng vẫn chưa đã lắm. Cái tên côn trùng sợ chết kìa, phải trị hắn lâu như vậy, xem ra quá lâu rồi không vận động. Có rồi. Nguyệt Lưu tiên tử, cảm ơn tiên tử đã cứu mạng. Cứu cô à? Chỉ là con côn trùng biến thái nó quá xấu. Khi được thăng linh độc quyền bởi TV2. Bây giờ đến lần nha đầu ngươi chơi cùng ta rồi. Cái gì? Cậu nghe ảnh bà. Bà sẽ đáng chết. Bà sẽ đáng ghét. Nguyệt Lưu tiên tử. Nguyệt Lưu tiên tử chắc bị phong ấn trở lại ảo cảnh rồi. Đúng rồi, ảnh bà bạn đâu rồi? Anh ba ba. Là Minh Nguyệt à? Anh ba ba không sao chứ? Không sao. Đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, liền ngủ một giấc. Vừa nãy cảm thấy lơ lửng trên không, rất dễ chịu. Thật là, bà vẫn còn có thể đùa được. Vừa nãy bà làm cháu lo quá. Người già chính là rất hay hồ đồ. Minh Nguyệt, cháu không có chuyện gì đấy chứ? Không có, vết thương không nghiêm trọng. Linh khí đang dần hồi phục vết thương rồi. Thế thì tốt. À, nhớ ra rồi. Những con nhện to đùng đó, còn có cả một con vô cùng xấu nữa. Mà Nguyệt Lưu tiên tử xuất hiện kịp thời, đã giải quyết hết bọn chúng rồi. Đến cuối cùng thì vẫn phải dựa vào nha đầu điên đó. Nguyệt Lưu tiên tử thật sự rất lợi hại.
cảm giác như năng lực hoàn toàn vượt qua cả nhận thức. Và những chiến binh dị nhân đó, sau khi tiếp xúc với rượu của Nguyệt Lưu tiên tử, dường như biến thành thần trí chậm chạp. Nhà đầu đó thích nhất là trêu chọc người khác. Hình như hũ rượu đó khiến người khác khó nhận ra được khí chướng, có thể khiến người khác tinh thần mê loạn, không biết là học được ở oai môn tà đạo nào. Nhưng cũng may mà có Nguyệt Lưu tiên tử hỗ trợ. Cháu cho rằng nó thật sự muốn cứu cháu sao? Chỉ là tính ham chơi mà thôi. Nguyệt Lưu tiên tử thật là lúc giận lúc cười, vui buồn thất thường. Bởi vậy bên nói nó điên đấy. Lần sau nếu có gặp nó, ít tiếp xúc với nó đi một chút. Còn nữa, anh bà xem này. Nhà đầu điên đó khó khăn lắm mới có được một lần làm người tốt. Bạn cũ thì càng ngày càng ít. Bây giờ lại liên lụy đến một người rồi. Có thể dành về món đồ này coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Chỗ này trước kia chẳng phải là chợ sao? Những con quái vật này hình như đã mạnh lên rất nhiều. Không biết độ đột kích có thể ứng phó được không? Sao lại như vậy? Sao lại có thể nhảy cao như vậy được? Con linh chiến khổng lồ này mạnh quá. Qua đây. Nhanh rút quần. Mọi người cố lên. Không thể để những tên đó tấn công lên được. Đội trưởng cẩn thận. Đáng ghét. Kết thúc rồi. Thật là ổn chết mà. Bộ phim Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên do TV2.org thực hiện thuyết mình. Tập 23. Thật là ồn ào quá đi.
tất cả đội viên chú ý, mau rời khỏi khu vực này. Mau qua đây. Tiểu Ma, con mệt mỏi rồi, còn chạy đến đây làm gì? Tôi đến giúp mọi người. Bây giờ tôi thường không ngừng chảy máu, đầu óc choáng váng. Cô tay không chạy đến đây, ngoài phiền phức ra còn giúp được cái gì nữa? Tôi thực sự có thể giúp được mà. Anh không sao chứ? Cô nói đi. Cô có nghe thấy tiếng súng bên kia không? Bên kia vẫn còn đội trưởng và các đội viên khác vẫn đang chiến đấu. Cô men theo bức tường kia mà đi về phía trước. Nếu may mắn thì sẽ khỏi đây cùng với bọn họ. Nào, tôi dìu anh đi. Không ngờ cô lại làm kẻ ngốc vậy. Mặc kệ tôi. Thi thể nằm ở đây bên ngoài kia, có gì khác nhau? Có gì mà giống nhau? Không giống nhau. Con gái anh vẫn đang chờ anh. Anh xem, đây là kẹo mà con gái anh cho. Cái gì mà con gái? Sau khi nó sinh ra, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là một người lạ mà thôi. Kẹo này cũng chỉ là phép lễ nghĩa mà thôi. Làm kiểu dáng này cho tôi. Đủ rồi. Để tôi ra đi thanh thản một chút. Chính vì vậy tôi mới đi gặp con gái anh, làm tròn trách nhiệm của người cha. Từ sao tôi cũng không có khả năng trốn thoát một mình ra khỏi đây. Đem anh đi cũng đâu có sao. Cái cô này. Mau rời khỏi đây. Tôi nhắc lại lần nữa, mau rời khỏi đây. Tên này bắn không chết. Loại sức mạnh này chắc là thi đà quỷ. Xem ra linh giới bên kia có một người lạ đến. Mặc dù sẽ tổn hại đến mọi người, cũng xem như tin tức mong muốn. Mọi người mau rời khỏi đây. Đừng mà. Cô gái này hình như có mong muốn giúp đỡ gì đó. Điều khiển tỉ mỉ như vậy còn cố gượng ép với tốc độ của thi đà quỷ, nhưng mà sức mạnh còn kém xa. Tiểu Mai, cô mau chạy đi. Còn rất nhiều chuyện quan trọng đang chờ cô. Đi thôi, mau đi thôi, đội trưởng. Hải Ly. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao? Ta luôn miệng nói sẽ giúp đỡ mọi người, nhưng đến giờ thì sao? Cứu được ai chứ? Tiểu Ma. Sư Phong, cậu tỉnh rồi. Cậu hôn mê mà vẫn còn nghĩ đến gái à? Không có. Là em mơ thấy Tiểu Man gặp nguy hiểm thôi. Ngoài ra không còn chuyện gì khác. Thật không? Trước khi cậu gọi tên Tiểu Man còn gọi to tên Minh Nguyệt mà. Cậu được đấy.
Tôi không phải gặp ác mộng mà là gặp ảo mộng. Anh em vậy mà, cuộc sống hạnh phúc phong phú như vậy mà. Không phải vậy, là em mơ thấy Minh Nguyệt và Tiểu Man gặp nguy hiểm. Sau đó còn có một người, không biết chạy về hướng nào. Không ngờ, lúc tỉnh dậy đây là nam vây quanh đây này. Bỏ đi, cậu mới tỉnh dậy, không đùa với cậu nữa. Đúng rồi, anh Đông, anh không sao chứ? Vẫn tốt, trước khi mở linh khí. Mặc dù thể lực tiêu hao rất nhanh, nhưng lại có thể bảo vệ cơ thể, không bị thương nặng bằng cậu. Sơn Phong, trước tiên cậu chăm sóc tốt cho mình đi. Cậu đã bất tỉnh 3 hôm rồi. Cái gì? 3 hôm. Thảo nào chân cảm thấy hơi tê tê. Kỹ về quá khứ, quá hỗn loạn, chỉ nhớ mình rất khó chịu. Để do say rượu muốn bức ép đến linh mạch của cậu. Cái gì mà gọi là chắc chứ? Đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh đây, các cậu mới giữ được tính mạng. Thông linh mạch. Lại làm thí nghiệm kỳ quái gì trên người em vậy? Nếu hồn vệ thông thường không qua mạch khí huyết của cơ thể, có thể chuyển linh khí. Nếu đến một mức giới hạn thì không còn cách nào có thể vượt qua. Chỉ có thể thông qua các thông linh mạch mới có thể phá vỡ sức mạnh của đấu hồn vệ thông thường. Không sai. Cho nên đấu hồn vệ thực ra phân làm hai loại, ngoại môn và nội môn. Có thể sử dụng linh mạch đốt cháy linh hồn bản thân mới được coi là đấu hồn vệ thật sự. Không thể sử dụng linh mạch, rốt cuộc chỉ là người của ngoại môn. Nghe rõ chưa? Cậu kia, cái gì mà đốt cháy linh hồn, thật lợi hại. Không chỉ lợi hại mà còn rút ngắn tuổi thọ. Cái gì? Anh quả nhiên là có dụng ý. Cưỡng ép mở linh mạch chắc chắn sẽ phải trả giá. Cái gì mà dụng ý? Lúc đó hắn đã sắp bị đánh chết rồi. Còn mới sống lâu 100 tuổi à? Cái đó rút lại còn bao nhiêu vậy? Cái này kỳ thực cũng không còn bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ 5-7 năm thôi. Cái này còn phải xem thể chất của người đó như thế nào, còn xem cả tình hình sử dụng cụ thể nữa. Lạm dụng năng lực của đấu hồn chắc chắn sẽ chết rất nhanh. Bởi vậy Minh nói giống như ta đây, kiên trì cuộc sống khỏe mạnh, không gây chuyện, không đánh nhau thì có thể sống tốt rồi. Con người suốt ngày say rượu còn dám nói là sống cuộc sống khỏe mạnh à? Cái này của anh gọi là đường cong sức khỏe. Con người ấy cần nhất thiết là vui vẻ. Vui vẻ rồi thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh. Thật không ngờ đại tội nhân của giới đấu hồn danh chấn cũng không phải là tội ác tày trời như trong lời đồn. Đại tội nhân đã quên gần hết rồi, lại bị một tên chán ngắt như cậu nhắc trở lại. Cũng đúng, đến môn phái của mình cũng không biết đã biến thành như thế nào rồi, cũng không có tư cách để nói này nói nọ kìa. Về chuyện giang hồ à? Không ai có thể nói rõ được. Hải Ly, không thể dựa vào binh sĩ bình thường được. Thật là phiền phức mà. Vẫn nên dùng hình dạng này đi. Sử dụng tay của thao khống ở tầm xa có thể tấn công vào chỗ nhạy cảm của kẻ địch. Đáng tiếc là vừa hai ta cũng hiểu một chút về mấy chiêu thức nhỏ của linh lực thao khống. Ưu điểm này của ngươi đã biến thành điểm yếu chí mạng. Được rồi. Linh môi của thi đà quỷ này là cái gì vậy? Quả nhiên là ký linh hoa. Sử dụng linh yêu tạc. Kết thúc rồi. Hải Ly, chị rốt cuộc là người gì vậy? Hay là rốt cuộc là gì vậy? Cô chỉ cần biết tôi không phải kẻ địch của cô là được. Anh bà bà, chính là hai cái vali này sao? Đúng vậy. Đồ không cần đến thì không cần đem theo. Đồ dùng của nhân gian, tuy nhiên là thiết kế rất thú vị. Con người không dùng được linh lực. Bởi vậy đồ dùng hàng ngày đều phải thông qua thiết kế, làm cho dễ sử dụng. Chờ một chút sẽ cho cháu xem ngựa kiếm thuật của nhân gian. Chính là cái này, còn tiết kiệm được khí lực hơn cả ngựa kiếm thuật rất nhiều. Cái này cháu biết, là xe ô tô. Lần trước Sơn Phong giới thiệu cho cháu biết rồi. Kiến thức rất rộng đấy. Sơn Phong đó là ai vậy? Vừa nhắc đến cậu ta, dáng vẻ hình như là rất vui. Không có ạ, là một bằng hữu trước kia thôi. Mọi người cùng nhau trải qua rất nhiều khổ nạn.
vẫn là người trẻ tuổi tốt nhất, gặp khó khăn vẫn có thể vui vẻ như vậy. Anh và bà đừng chê cười cháu. Được rồi, chúng ta mà lên xe thôi. Anh bà bà, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu? Cái này, người của Linh Sơ đã chú ý đến chúng ta rồi, nên đổi chỗ khác thôi. Bà nói rất đúng ạ, để tránh lại liên lụy đến người khác. Thế còn mang mối nào về mảnh vỡ linh khí khác không? Nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra. Nhưng có một nơi nhất định phải đến. Nhiều năm không lộ mặt rồi. Đi xem thử xem, bọn trẻ bây giờ ở đó lớn như thế nào rồi. Là nơi nào vậy? Ngũ Pháp Sơn, Đại Hội Môn Tông. Đại Hội Môn Tông? Đấu hồn vệ của nhân gian kỳ thực phân ra rất nhiều môn phái mới. Nhưng thường sẽ không công khai chiêu mộ đệ tử. Đại hội môn tông chính là đại hội của đấu hồn vệ. Nếu người mới mà có duyên thì có thể ở đó gia nhập môn phái để tu luyện. Tầng lớp của môn phái cũng được phân định ở trong hội nghị. Anh bà chắc là bà đã rất lâu rồi không tham gia. Đúng như vậy, nhưng đi rồi cũng không được tiếp. Sẽ lại không được tiếp? Cháu xem ta không hề giống một trưởng môn phái. Cháu xem bà không hề giống một trưởng môn phái. Trước kia trong môn phái của bà cũng có một số người không theo quy định. Nếu có thể gặp lại được bạn cũ ở đại hội môn tông thì cũng có thể tìm được một vài manh mối. Hy vọng là như vậy. Nói không chừng cháu cũng có thể gặp được người trong lòng đấy. Anh bà đang nói gì vậy? Người đó. Đúng rồi, tên là Sơn Phong. Sơn Phong. Bà còn cười cháu nữa. Được rồi, chuẩn bị xuất phát thôi. Vâng ạ. Nếu thật sự có thể gặp được Sơn Phong thì tốt quá. Chị Mẫn sẽ đang đi đâu vậy? Không cần phải mang vẻ mặt hoài nghi đó đâu. Nếu không muốn đi, tôi sẽ để cho cô xuống ở phía trước. Hải Ly, sao sao là mạnh như vậy? Tại sao không sớm ra tay à? Tôi đã nói rồi, dựa vào năng lực của đấu hồn vệ không đủ để chống lại với linh giới. Cô không nhìn thấy chỗ công trường ở đó rồi. Linh giới bây giờ đã mở rộng quy mô chiến lực. Nếu có một đội quân đầy đủ thì sẽ không giống như bây giờ, phải hành động ở trong bóng tối. Chắc chắn sẽ xảy ra thương vong trên quy mô lớn. Hiện nay chúng ta phải tiêu diệt kẻ địch một cách nhanh chóng để chúng không kịp sản sinh. Bởi vậy phải đến binh đoàn đánh thuê làm tài liệu của thực nghiệm. Cô muốn hiểu như vậy cũng không còn cách nào khác, chỉ là cô phải hiểu vận mệnh của nhân loại phải nắm chắc ở trong tay mình. Đây là y dược MBM khác sao? Không ngờ y dược MBM chính là kim chủ đứng sau binh đoàn đánh thuê. Xem ra cô cũng có hứng thú với công ty điều trị. Chỉ là công ty của các chị quá nổi tiếng, lớn thứ ba toàn quốc. Về nghiên cứu bệnh nghiêm trọng, còn có về mặt tái sinh trong cơ thể người, bất luận là ở phạm vi trong nước hay quốc tế, đều là đứng ở top đầu. Cô cũng biết rõ đấy, muốn người khác vì mình mà cống hiến, giá trị cũng cao đấy. Cũng chỉ có tổ chức quy mô như chúng tôi. Mới có thể hành động ở phía sau. Trong viện nghiên cứu còn có cả giáo đường sao? Em tưởng chị sẽ dẫn em đến phòng thực nghiệm chứ. Nha đầu ngốc, đừng có nghĩ linh tinh. Nhớ cho kỹ, chúng tôi tuyệt đối không phải kẻ thù của cô. Đi vào trong thôi. Trưởng môn của chúng tôi muốn gặp cô. Trưởng môn? Không sai. Trưởng môn phái cơ xảo. Bộ phim Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên do TV2.org thực hiện thuyết minh. Hải Sơ用到这种形态。也许也能找到些线索呢。希望如此呢。我们掌门想要见你。掌门？没错，机巧门掌门。Tập 24。
Những thứ này hình như đều là xác, căn bản không có hơi thở của người sống. Cô nương Tiểu Mang, người giữa cửa này không có tí hơi thở nào, có cảm giác còn lại lùng thần bí hơn cả Hải Ly. Xin lỗi, sự xuất hiện của tôi hơi đột ngột. Không có gì, gặp được trưởng môn. Đúng rồi, quên giới thiệu, ta là trưởng môn của Thông Minh Môn, biệt danh Quỷ Mạc Tử. Cái tên này có lẽ hơi kỳ quặc. Ta họ Nam Công. Cô nương Tiểu Man cô có thể gọi ta giữ cửa Nam Công. Người giữ cửa Nam Công. Không biết hôm nay có chuyện gì muốn gặp tôi. Ta thấy cô Tiểu Man rất đặc biệt, muốn nhìn tận mắt. Cô Tiểu Man, cô thấy lễ đường này như thế nào? Rất yên tĩnh, có hơi vắng vẻ. Tượng sát ngồi trên ghế hình như rất điềm tĩnh, nhưng lại có cái lạnh giá sâu thẳm đến lạ lùng. Cô Tiểu Man quả nhiên cảm giác thật sắc bén. Vậy sao? Tôi chỉ thấy cách bố trí ở đây có cảm giác như kéo con người thoát khỏi thực tế. Cô Tiểu Man chỉ thoáng qua đã nhận ra cái cảm giác này. Nguyên nhân bố trí như vậy là vì để con người thoát khỏi cảm giác bó buộc tầm thường, bình tĩnh mà thấu đáo. Do vậy có thể càng thờ ơ, biến con người thành công cụ sử dụng à? Đồng cảm và thương hại có thể rất rẻ tiền, nhưng muốn đánh bại kẻ thù mạnh luôn phải trả cái giá tương ứng. Không biết cô Tiểu Man có cảm nhận được điều này hay không mới đến gặp ta. Cô Tiểu Man có tình nguyện tiến một bước tới không? Alo, Đậu à? Anh Đại Đông, em bị anh xâm nhốt rồi, phải mất thời gian mới trốn ra được. Em đừng lo lắng. Bây giờ đang ở chỗ nào? Đừng có lo cho em. Anh mong nghĩ cách ngăn anh xâm, không thể để anh xâm tiếp tục sai được. Bây giờ mới có thể dựa vào chỉ có anh thôi. Chào, đây là soái ca thiên tài Lục Không Môn mà. Thạch trưởng môn, tiểu đệ thiên tư, không chỉ tư chất siêu phàm, đầu óc cũng chuyển nhanh đấy. Và bắt được chỗ linh giới này nhanh hơn cả ta. Chỉ là cơ duyên trùng hợp. Tiểu đệ tư không hà tất phải lạnh lùng như vậy. Bây giờ dù sao chúng ta cũng là người trên cùng thuyền. Mỗi lần gặp gỡ cưng ngượng như thế thì không tốt đâu. Mục đích của ta và người khác nhau, chỉ là trường hợp đứng cùng một bên. Đừng có nhanh như vậy để làm bộ dạng xa cách ngàn cây. Cho dù mục đích cuối cùng không giống nhau, dựa vào lợi ích trước mắt, mọi người đồng tâm hợp lực là tốt nhất. Tùy ngươi. Bỏ đi, ta bận chuyện chính sự rồi. Thất lễ. Chúc mừng Thạch trưởng môn, tình báo và giúp đỡ của ngài gần đây lập không ít công lao. Nhanh như vậy đã được Lục Chi Điện Hạ ban thưởng, không dám nhận. Ta là dựa vào sự giúp đỡ của Vô Hồn Ảnh. Thạch trưởng môn thật khiêm tốn, sau này còn rất nhiều cơ hội lập công danh chờ ngài. Bái kiến Lục Chi Điện Hạ. Hai vị khanh gia bình thân. Thạch Sâm Khanh tới đây vì linh giới làm không ít công danh. Hôm nay Điện Hạ đặc biệt thưởng linh khí, hy vọng Thạch Sâm Khanh sau này lập nhiều chiến công. Thần sẽ cố không phụ lòng Điện Hạ. Tư Không tiểu đệ vẫn ở đây à? Thạch trưởng môn vẻ mặt đầy rạng rỡ, chắc là nhận thưởng xong rồi. Linh khí và nhiệm vụ đều nhận đến tay rồi. Nhiệm vụ lần này còn phiền cho tiểu đệ Tư Không làm phó trợ lý cho ta. Đúng rồi, không cần để ta giúp cậu một cái không? Cảm ơn ý tốt. Tại hạ dùng không quen võ khí khác, coi mình hơn người không phải chuyện gì tốt đâu. Có cơ hội hãy làm nâng cao bản thân sẽ có gì không tốt. Chắc tay thêm vài con áp làm việc phải đáng tin.
Chuyện gì vậy, Sơn Phong? Là đội quân lính đánh thuê gửi đến tin tình báo. Người của thông minh môn thật chẳng thú vị gì. Ngoài mấy quân tạp kỹ vừa mới bắt đầu, càng gặp mấy loại đồ chơi như vậy. Phải nói người của thông minh môn thật không đơn giản mới đúng. Có bản lĩnh khống chế bao nhiêu người giả như vậy. Không chỉ hành vi tứ chi, mà cả biểu cảm cũng làm đến thật giả lẫn lộn. Kỹ thuật của thông minh môn quả nhiên biến hóa khôn lường. Tiểu đệ tư không, không cần phải lo lắng như vậy. Dựa vào thực lực hiện tại và còn quân binh tinh nhuệ, không chỉ một thông minh môn, còn phải làm cho tất cả môn phái cháo chắc rùa già đạp bằng dẫm nát. Tất cả nhà nghiên cứu đã rút ở cứ điểm E, đang rút thành từng lô. Được, các đội hành động theo kế hoạch, nhất định phải chống đỡ đến khi cuộc rút lui kết thúc. Nhóm mục tiêu xuất hiện, đầu tiên công kích mục tiêu SA1. Mục tiêu xuất hiện, đầu tiên công kích mục tiêu SA1. Không hay rồi, vị trí bại lộ rồi. Có chút thú vị. Không chỉ là linh khí, xem ra những chiến linh mà Trần Vô Hồn gửi tới có thực lực nhất đấy. Lên cho ta, đặt hang chuột phía trước cho ta, dẹp sạch cả đàn chuột gây phiền phức này. Sa điện hạ, có vẻ mặt không vui. Năm đó chiến tranh Nhật Nguyệt, bao nhiêu sinh linh rơi vào cảnh khốn khổ. Mỗi trận chiến kết thúc, nhưng chỉ là bắt đầu của một trận chiến khác. Sa điện hạ lại âu sầu như vậy. Thế gian toàn là người thấy lợi quyền nghĩa. Để cho những con cờ tàn sát lẫn nhau là được rồi. Bây giờ tất cả những thứ mà chúng ta làm có đúng là để cứu linh giới không? Xem ra đúng là xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc trước anh đồng thần sắc hoảng hốt, không biết có phải giấu chúng ta chạy tới đây không. Những thứ này hình như đều là người giả. Nhưng khung cảnh này thấy có vẻ có chuyện không lành. Được, kiểm tra xong hiện trường, chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu phương án. Trước đã bàn rõ rồi mới đến mà, sao lại nói lời như thế? Vậy cậu nhìn đội hình hiện tại của chúng ta, thương lại thương, yếu lại yếu, chuyện đội lính đánh thuê liên quan gì đến cậu? Chúng ta không phải loại thu tiền là bán mạng. Đến bây giờ chạy vẫn còn kịp, ít can thiệp vào những chuyện rắc rối có được không? Em biết từ trước tới nay anh tinh viễn, anh giúp đỡ bọn em rất nhiều. Em cũng không muốn anh gặp nguy hiểm. Lần này để em tự đi. Anh đồng chắc cũng đến đây. Còn Tiểu Man, tình báo có nói cô ấy ở đây. Em nhất định phải đi. Sơn Phong, chờ chút. Dù sao tôi chắc chắn không đi. Bỏ đi, em đi trước đây. Anh là quân sĩ bị thương, nghĩ cách rút lui đi. Tôi sẽ nghĩ cách kéo dài thời gian. Đại đồng, cậu đến đây làm gì? Não thông suốt muốn quy hàng à? Tôi có thể cho cậu cơ hội cuối cùng. Nói láo. Thạch Sâm, anh đã sai lại càng sai. Anh nhìn xem hôm nay anh sát hại bao nhiêu sinh mạng. Và không quay đầu, tôi chỉ còn cách từ bỏ chức trưởng môn. Bỏ chức trưởng môn. Cậu nhìn bộ dạng bây giờ nói không thấy xấu hổ à? Ai mới là địa trọng trong môn? Anh không có tư cách. Vậy cậu nói xem ai có tư cách? Ban đầu là chúng ta cùng vào môn phái, không phải để anh làm cho thủ đoạn này.
Nhân tính của bạn đã cũng không còn. Còn dám nói bản thân là trưởng môn. Đủ rồi. Là do cậu cứ cầm linh khí không chịu nhả. Ta đừng đợi là một trưởng môn đến linh khí còn không có trong tay. Các môn phái rùa tôm tử khác từng người một lại chơi chúng ta. Nhưng ta có lúc này, ngày nay không cần chịu nhục nữa. Cái gì mà khác môn phái không thèm. Cậu tưởng chỉ có cậu có linh khí à? Vận dụng linh khí nửa vời của cậu thì có tác dụng gì? Để cho cậu nhìn rõ bản thân là thằng ngốc chơi châu đá xe. Sức lực này vượt quá sức tưởng tượng. Ánh sáng rất mạnh. Không tệ, không tệ. Sức mạnh này mới gọi là nghiện. Lý Đại Đồng, tiết kiệm sức lực đi. Nể tình từng là anh em. Chả có chết nhanh chóng. Lý Đại Đông ơi là Lý Đại Đông, do tôi đá cậu như đá bào rách. Sớm tôi đã bảo cậu cút đi xa rồi, cứ muốn tìm đến cái chết cũng được. May mà là thằng ngốc như cậu, tôi lại có thể thu về thêm linh khí. Anh Đồng, anh không sao chứ? Sơn Phong, sao cậu lại ở đây? Em thu được tin tình báo của đội quân anh thuê, chắc anh cũng tới. Hơn nữa, Tiểu Man cũng đang ở đây. Xin lỗi, đây là chuyện của môn phái chúng tôi. Bây giờ liên lụy đến cậu. Có gì mà phần của anh, phần của em, đây vẫn là chuyện mà mọi người cùng đối mặt. Ồ, tên này. Đúng rồi, là cậu em Sơn Phong. Sao, cậu chưa chết à? Thạch Sâm, anh là loại tiểu nhân bị ổi. Hôm nay tôi tới tìm anh tính nợ. Tiểu tử vẫn chưa tỉnh ngủ à? Còn đang nói mơ. Các người chuẩn bị xong rồi thì lên đường nào. Đường Hoàng Tuyền. Sơn Phong cũng đến rồi. Không được liên lụy đến nó. Không có thời gian do dự nữa. Tiểu Phong, đi tìm Tiểu Mạn đi. Chỗ này anh có thể ứng phó. Anh Đại Đông, anh nói gì cơ? Sao có thể ở lại một mình được? Vậy cậu không quan tâm Tiểu Man nữa à? Đi mau. Lập địa sao hồn, hồn phá trời xanh. Cậu đúng là không cần mạng nữa. Vậy ta tiện cậu chặng đường cuối cùng. Sức lực của sao hồn quả nhiên rất mạnh. Như thế mới giống Đại Đông. Anh Đại Đồng, em đến giúp anh. Kháng mặt trưởng kiếm. Không ngờ thằng nhóc này lại mạnh như vậy. Cánh tay đột nhiên tê lên từng đợt. Thạch trưởng môn hà tất phải cố đánh. Lý Đại Đồng dù sao cũng coi như người chết. Có phòng vệ một chút thời gian là đủ rồi. Ta không sao. Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Nhiệm vụ lần này cậu chỉ là trợ thủ của ta. Ta phải cho Lý Đại Đồng chết rõ ràng. Vậy được. Chuyện riêng của môn phái Thạch Trưởng Môn tôi không nhúng tay. Ngoài ra tôi là trợ thủ, giúp Thạch Trưởng Môn giải quyết xong rồi. Mọi người mau giúp. Lão Mặc, là ngươi. Sơn Phong, tiểu tử, vừa nãy ngươi dùng là kỹ thuật lục không? Để ta lĩnh hội xem ngươi lấy gan đâu mà học trộm cái này. Lực mạnh quá. Không ổn, chỉ có cách dùng chiêu luyện tường mà trước giờ mình luyện để ngăn hắn. Luyện tường không thể chắn được, kiếm khí này. Tôi không hiểu. Đã lâu không gặp.
Bạch Tinh Viễn còn dám xuất hiện trước mặt ta, hôm nay đến một mạng à? Còn nữa, người đứng xa thế làm gì? Bên ấy gió lớn quá, sẽ bị cảm lắm. Bất đắc thừa đi, đọc mạng đi. <笑>司空翔，很久没见了。白心人，还敢出现在我面前？今天是来偿命的吧？废话少说，拿命来！ 25. Những thứ này cũng là tượng sáp à? Coi như thế đi. Sở thích của nam công trưởng môn thật sự không thể nịnh bợ được. Thật ra cũng không phải sở thích, chỉ là đạo cụ thôi. Đạo cụ? Cô luôn cảm thấy ta biết người thành đạo cụ mà. Chính bản thân ta cũng là đạo cụ. Hải Ly, lúc nãy bên ngoài giáo đường, hà tất phải quan tâm Hải Ly ở bên ngoài, có thể Hải Ly ở trong này. Vứt đi xác thịt và linh hồn, ta mới nhìn rõ cái gì nên làm. Còn cô, Tiểu Man, cô nghĩ như thế nào? Tôi, sự nhạy bén của cô, tự yếu đuối của cô, có thể cứu được những người bên cạnh cô không? Tử La Lưu Tinh của cô, nguyên gốc là tuyệt kỹ nằm trong tử lôi pháp của thông minh môn. Chúng ta có cùng nguồn gốc. Bây giờ ta truyền lại tất cả tử lôi pháp cho cô. Trong thời gian ngắn, cô có thể điều khiển uy lực sức mạnh của hai người là dục và vọng này. Nhưng tốc độ luyện như thế này có thể gây tổn thương đến đấu hồn của cô. Cô có nguyện thử một lần? Đừng mà! Nghĩ kỹ chưa? Vâng. Bạch Tình Viễn, chiêu thức dùng lực của tên tiểu tử lúc nãy là người dạy à? Lúc tự học thì qua loa, mà không biết ngại đòi dạy người khác, do vậy mới chỉ dạy vài chiêu quen lục phong mà thôi. Làm người hào phóng một tí. Kiếm pháp Thiên Tông của người phóng khoáng như vậy cũng là do ta dạy thôi. Năm đó hai môn phái lớn kết giao, giao lưu võ thuật hết sức hòa thuận, không phải rất tốt sao? Bớt nhắc lại đi. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Không hay rồi. Sao phải còn nguy hiểm? Đại đồng, chúng ta còn hao phí công lực lo cho người khác à? A Hiểu, nợ ngươi ta nhất định sẽ trả. Chỉ hy vọng ngươi hiểu những gì ngươi làm là đúng hay sai. Ta không quan tâm đúng hay sai. Ta chỉ muốn đòi lại nợ và thù năm ấy. Được, hôm nay ta sẽ trả cho ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể từ đó mà dừng tay. Chỉ dựa vào ngươi, mạng của ngươi vẫn chưa đủ. Mau qua bên này. Là kẻ nào vậy? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Hả?
Anh Tình Viện, xin lỗi, vẫn phải trói anh lại thôi. Anh tìm cơ hội rút trước đi. Em và Béo sẽ cố gắng chống đỡ. Tìm thấy Tiểu Man sẽ lập tức đi tìm anh. Cậu vừa mới bị tấn công khí mạch nên cứ chạy linh tinh, còn nói đi tìm Tiểu Man. Mà tìm xem chỗ trốn nào. Nghĩa là Sơn Phong, cậu vừa nói tìm ai? Tiểu Man. Tiểu Man, đứa con gái kia rốt cuộc là từ đâu tới? Nhìn thì chắc không phải trưởng môn của Thông Minh Môn. Nhưng cũng chưa ai thấy mặt trưởng môn của Thông Minh Môn, bộ mặt thật của Âm Sâm kia. Tử Lôi Pháp, nhìn tuổi tác và linh khí của cô gái kia, ta như lý mà nói thì không thể học được thừa mật pháp. Thông Minh Môn quả thật huyền bí. Không phải là Tiểu Man mà Sơn Phong hay nhắc tới. Đúng, tôi nghĩ anh chắc là anh Đại Đông mà Sơn Phong hay nhắc tới. Thằng nhóc Sơn Phong thật có mắt nhìn. Tên nhóc đó cứ luôn nói lo cho cô, nhưng hôm nay gặp chắc ngược lại phải là mỹ nhân cứu anh hùng. Anh Đồng chưa cười rồi. Thông Minh Môn hôm nay gặp nạn, anh Đại Đồng xả thân cứu giúp, thật không biết cảm tạ bằng lời nào cho hết. Thật ra anh cũng không giúp được gì. Trước mắt phải đuổi mấy tên này đi. Này này này, chúng mày đừng nói chuyện vui quá. Muốn nói thì đến âm phủ mà nói. Lên cho ta. Tiểu Man, chờ đã. Hóa ra là Tử Lôi Pháp. Xem ra mất yên tĩnh xem kịch cũng không được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đồ chơi của ta sẽ bị hỏng mất. Mấy thứ đồ chơi Trần Vô Hồn chả được tích sự gì. Không phải đồ chơi của ta chả được tích sự gì, mà là con nhóc kia có chút bản lĩnh. Trần Vô Hồn cũng tới à? Nói đúng. Vậy Thạch Trưởng Môn chơi với tên to đầu kia. Ta và cậu A hiểu đây, xem con nha đầu kia có bản lĩnh đến đâu. Nha đầu này quả nhiên chỉ cố dùng Tử Lôi Pháp. Lần này cô thoát không nổi rồi. Trưởng môn. Tiểu Man, đừng miễn cưỡng. Đây không phải nơi liều mạng. Linh khí và Tử Lôi Pháp ta phải giải thích từ từ. Những người không chiến đấu đã rút đi hết rồi. Cô tìm cơ hội để những người khác rút lui đi. Vâng, trưởng môn. Vị này lại là ai? Tại hạ trưởng môn của cửa hạ môn. Mấy vị từ xa đến đây thấp lễ không đón tiếp. Không ngờ trưởng môn lại hiếu khách như vậy. Mấy vị có việc gì có thể ngồi nói chuyện. Độc quyền bởi sao vừa đến lại làm bộ dạng sát sinh như vậy? Hai người đàn ông đánh một người phụ nữ, không ra làm sao. Trưởng môn, đừng có giả ngu nữa. Cô gái nhỏ bé của ông làm hỏng thứ đồ chơi mà ta rất thích. Ông là trưởng môn, vẫn luôn âm thầm gây rắc rối cho chúng tôi. Hôm nay phải cho ông đáp lễ xứng đáng mới được. Anh Đồng, chúng ta mà rút lui đi. Những người khác đã rút hết rồi. Anh không còn cần thiết phải đi nữa rồi. Thời gian sắp tới rồi. Anh Đại Đồng,
Anh hình như là... Tiểu Man, mong em giúp anh bảo quản linh khí này, giao cho Sơn Phong. Ý của anh Đại Đông em hiểu. Ngươi dám làm mặt ta bị thương, cho ta biến ngươi thành thịt bắp như thế nào. Nếu muốn bảo vệ ra thì bớt tức giận đi. Ngươi vẫn là ai hiểu hiểu lòng ta. Chúng ta liên thủ giết hắn đi. Trưởng môn của Thông Minh Môn yếu như vậy ư? Chỉ là một con rối thôi. Làm việc đúng thật là lén la lén lút. Nộp mạng đây. Còn người mau chạy đi. Đốt hồn. Tiểu Mang, em không sao chứ? Không sao. Chúng ta vào giúp thôi. Mọi người qua đây đi. Em chuẩn bị xong di địa ấn rồi. Thổ đậu, em cũng tới à? Em chuẩn bị xong thí pháp đi. Anh sẽ dẫn anh Đại Đồng qua đây. Không cần đâu. Chúng ta đi thôi. Đậu, em nói gì thế? Đậu, bỏ tay ra. Lý Đại Đồng dùng đốt hồn đã không còn con đường quay lại đâu. Sơn Phong, cậu bình tĩnh lại đi. Sơn Phong, đừng qua đó nữa. Anh định dùng sự kích động của mình phá hỏng cơ hội mà người khác dùng tính mạng đổi lấy à? Tiểu Mạn, em nói anh Đại Đồng đã. Anh Đại Đồng, đáng tiếc Hạch trưởng môn vẫn còn cục tức chưa hết à? Bớt lo cho ta đi. Tiểu Ma, cái đó sao thế? Lúc trước anh bẽn lẽn như thế à? Không có gì. Chỉ là tự nhiên không biết nói gì tốt. Tổng cảm thấy anh luôn cảm thấy Tiểu Ma khác với hiện giờ. Khác làm sao? Tất nhiên rồi. Dù sao rất nhiều phương diện đã thay đổi. Đặc biệt là Tiểu Man đã trở nên mạnh mẽ. Anh cũng ngại không dám nói là bảo vệ em nữa. Nhưng có cảm giác lo lắng thật là kỳ lạ. Lo lắng cái gì? Lo em dùng linh lực không rõ nguồn gốc. Đây không phải là linh lực không rõ nguồn gốc. Em đã theo học cùng trưởng môn từ rất lâu rồi. Vậy sao? Trưởng môn của Thông Minh Môn hình như rất lợi hại, chỉ là có hơi thần bí. Thảo nào em tiến bộ nhanh như vậy. Hoặc có lẽ do anh tụt hậu rồi. Sơn Phong, anh vẫn luôn rất nỗ lực mà, sao có thể lạc hậu được? Nỗ lực có ích gì? Muốn thay đổi nhưng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Muốn hoàn thành nhưng có một việc cũng không xong. Em cũng cảm giác được điều này. Nhưng nếu hôm nay không làm được, chỉ cần vẫn còn sống, rồi sẽ có một ngày làm được. Do vậy, anh Sơn Phong hứa với em đừng có hành động hấp tấp. Đúng rồi, đoàn lính đánh thuê không có tình hình gì. Mặc dù gặp phải chút đả kích nhưng vẫn hoạt động bình thường. Đằng sau vẫn còn nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ gì? Chúng ta phải đi Ngũ Pháp Sơn. Có lẽ sẽ gặp được Minh Nguyệt. Minh Nguyệt.
Lúc trước vẫn luôn nhờ đội quân lịch đánh thuê để ý thông tin của Minh Nguyệt. Có tin tình báo nói, tuy nhiên Minh Nguyệt cũng tiến về hướng Ngũ Pháp Sơn. Nếu tìm được Minh Nguyệt thì tốt rồi. Vâng. Tiểu Man, làm phiền em một chút. Là anh Tinh Viễn. Có chuyện gì vậy? Anh thấy lúc trước em dùng binh khí rất đặc biệt, có cảm giác rất quen. Anh muốn tìm hiểu kỹ. Hả? Vâng, nếu anh có hứng thú tất nhiên là được. Nhưng anh Tinh Viễn phải giúp em che giấu một bí mật. Đây là Ngũ Pháp Sơn rồi. Là ngày chết của ngươi. Con nhóc này rốt cuộc có lai lịch gì? Ta đã không tất yếu phải rời khỏi nữa rồi. Thời gian cũng không sai biệt lắm. Anh Đại Đông, anh đây là... Tiểu Mạn, lịch thế này sao em bảo quản thay anh, sau đó giao cho Sơn Phong. Xem ta làm sao biến ngươi thành thịt băm. Sơn Phong, con người đi mau. Cái gì? Nhân hồn? Bốc hồn? Đáng tiếc, Thạch trưởng môn xem ra còn nhiều điều đáng tiếc lắm. Ít quản thôi. Tập 26. À, đây chính là Ngũ Pháp Sơn. Chúng ta đến nơi rồi. Hình như có hơi bình thường quá. Ngũ Pháp Sơn bình thường bên này chính là nơi có phong cảnh đẹp nổi tiếng. Tông môn mở đại hội ở một bên khác. Chúng ta còn phải đi một đoạn đường nữa. Trời, em còn tưởng rằng đệ nhất tông môn đại hội Y Phong một chút. Em đã xem phim quá nhiều rồi. Thiên tông môn chính là dựa vào bán vé tham quan ngắm cảnh mà kiếm tiền đấy. Tốt hơn nhiều so với em nghĩ. Cái gì mà bán vé, không lao động mà thôi. Béo, dừng xe. Xảy ra chuyện gì? Có quan gì, đột nhiên nghĩ ra ở đây có con đường tắt. Cái gì mà đường tắt? Ở đâu? Anh và Sơn Phong đi đường tắt, mọi người đi trước đi. Anh Béo, chúng ta đi thôi. Mọi người nghỉ ngơi ở đây trong chốc lát. Lúc mọi người nghỉ ngơi có thể nhìn xem phong cảnh mỹ lệ của núi Ngũ Pháp Sơn. Trừ phong cảnh tự nhiên, nơi này còn có rất nhiều kiến trúc cổ kính. Ở trước mặt mọi người chính là cánh cổng phía Bắc. Kiến trúc rất cổ. Còn có... À, còn có nhân viên công tác của khu tham quan phong cảnh biểu diễn cho chúng ta xem. Lâm Phong sư huynh, xem kìa, dáng vẻ của họ thật là thú vị. Tần Lâm Phong, tiếc cho em học đàn cổ lâu như vậy, con không thể văn tĩnh một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Sư huynh, em không cần làm xem hết bản giống sư tôn vậy. Này, người bên dưới nghe rõ đây, nơi này không khai phá. Phải nhanh chóng rời khỏi. Cô gái xinh đẹp ở phía trên,
Chúng ta là đoàn du lịch đến nơi này ngắm cảnh. Nơi này không phải là các hoạt động hội miếu sao? Hội miếu tổ chức ở phía Nam. Mọi người đi nhầm rồi. Như vậy sao? Vậy chúng tôi thuận tiện xem hết cảnh đẹp phía Bắc, rồi lại đi tới phía Nam. Ôi, ở đoàn phía dưới đây là trò cười. Còn diễn, không tất là diễn. Còn họ chỉ là không biết chính mình đã chết rồi. Vậy sao? Xem ra dựa vào nói chuyện là không được rồi, là phiền sư huynh. Một tàu đại hội còn vài ngày nữa mới bắt đầu. Bên linh giới nhanh như vậy đã tiến hành công kích rồi. Có lẽ đây chỉ là đội thăm dò. Những tà binh này tuy rằng thường lực chẳng ra sao, nhưng mà trang bị cũng rất không tồi. Có lẽ sử dụng hồn thuật thu hút của thượng giới. Những người còn lại giữ một phần ký ức của người bị hại đến lúc còn sống. Nếu như không phải ngũ pháp sơn đã bố trí kết giới ngăn chặn dân chúng, đấu hồn vệ bình thường cũng không dễ dàng phá được. Phải nhanh chóng thông báo cho sư tôn mới được. Làm phiền sư tôn tu luyện, sư bá. Không có gì. Hai con quay lại nhanh như vậy. Bà báo sư tôn, giờ nó phát hiện kẻ địch, chúng ta đã giải quyết xong rồi. Được. Giặc gia linh giới đã bắt đầu hành động rồi. Các con nhất định phải thủ hộ trên núi. Lần đại hội tông môn này rất quan trọng. Thiên tông môn chúng ta chủ trì một phương, phải sắp xếp cho tốt. Cũng không biết người ta có nể tình hay không. Người đây không biết làm sao bên ngoài toàn chê ra những lời không hay về chúng ta. Những lời nào? Nói ra xem nào. Chính là gần đây thế lực ở linh giới tràn lan nhanh chóng, nhưng chúng ta là một đại môn phái, lại luôn trốn trốn tránh tránh. Không những môn phái ngoài đấu hồn vệ, đến cả những người trong môn phái cũng có tiếng bất bình. Vậy hai đứa nghĩ thế nào? Cái này... Đồ đệ cảm thấy quả thật có chút không ổn. Đến các con cũng nghĩ như vậy thì trách không được người ngoài. Chẳng qua hai người các con phải hiểu tình thế hiện giờ. Lực chiến đấu của linh giới luôn ở trên chúng ta. Hiện giờ mà liều mạng với đối thủ là hành động của kẻ mãng phu. Đợi đến lúc trên tay có vương bài mới là lúc chúng ta ra tay. Đúng vậy, mọi chuyện phải để nhiệm vụ lên đầu. Người không nhẫn được vĩnh viễn không làm được chuyện lớn. Còn tôn sư tôn dạy bảo.
Còn một nhiệm vụ khác giao cho hai con. Vâng. Này, tiểu ca ca, cậu ở đây làm gì chứ? Xem cậu biến thành dáng vẻ bây giờ, làm người ta thật đau lòng. Chẳng qua, cậu có lẽ đã nghe qua câu, làm theo cách riêng của mình. Lần này nên đi tìm người mà cậu muốn tìm. Lục Chi Điện Hạ để ta truyền cho cậu câu này. Qua một thời gian nữa, đấu hồn vệ cử hành đại hội tông môn. Là lúc thực thi kế hoạch hành động mới. Biết rồi. Ở đây là đường tắt. Có lẽ là đúng. Anh cũng không nhớ nữa. Anh Tình Viễn là có lời muốn nói với em sao? Lão đệ, anh cảm thấy cậu có tâm sự. Cả đoạn đường cũng không thấy nói chuyện. Ở đây xảy ra quá nhiều chuyện. Em không hiểu. Tính cách của nhiều người. Người của linh giới sao lại muốn làm như vậy? Linh độc quyền bệnh. Nếu nào hay không chẳng bởi thân bạn bè sao? Bọn họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nhân gian trong mắt họ chỉ là như con kiến mà thôi. Chỉ cần tới lúc cần giết thì giết. Còn cái tôi không hiểu đâu. Hắn rõ ràng là đấu hồn vệ. Tại sao phải ra tay giúp đỡ những kẻ kia? Lần sau nếu như em nhìn thấy hắn, em nhất định. Sơn Phong, lần sau cậu nhìn thấy hắn chỉ có một lựa chọn. Chạy. Nếu như không chạy được, chỉ có một con đường. Chết. Em hiểu. Là em thực lực quá yếu. Em chỉ là không cam tâm. Nếu như em mạnh hơn, hoặc là Mạc Lão không chết, đấy là không thể trách cậu. Đấy đều là lỗi của anh. Lỗi của anh. Anh quen hắn. Đúng. Chúng ta từng là bạn bè. Vì sao cùng loại người như hắn? Là bạn bè. Hắn trước là bạn của anh. Sau này mới đổi thành dáng vẻ hiện tại. Hơn nữa khiến hắn biến thành dáng vẻ như hiện giờ. Nguyên nhân là vì anh. Anh Tình Viễn, anh có còn nhớ hay không? Ôi, người sau đều sẽ phạm lỗi. Lỗi to hay nhỏ mà thôi. Anh muốn tận tay kết thúc cho hắn. Nhưng mà anh hiện giờ đã là hữu tâm vô lực. Em nhất định sẽ ngăn hắn. Anh Tình Viễn, em muốn nhanh hơn một chút. Em không muốn đồng bạn bên cạnh mình lại ngã xuống. Được rồi, Sơn Phong. Anh chỉ cho cậu một phương hướng mới. Qua đây, bên này. Linh mạch của cậu lúc trước đã giúp cậu thông rồi. Cho nên cậu đối với linh mạch vẫn chưa có sự lý giải sâu sắc. Bây giờ anh sẽ dạy cậu một cách bài bản. Đến đây, dùng quyền thủ cương kình đánh lên phiến đá này. Vâng. Đây chính là đặc điểm của chiêu thức địa trọng môn cương. Chiêu thức cứng rắn, lực sát thương lớn. Ngoài ra cách luyện cũng là cương, là dùng hình thức phá bỏ. Được rồi, giờ dùng trưởng kiếm. Đây chính là đặc điểm của chiêu thức điện trọng môn phong. Chiêu thức lấy nhanh không ngăn, không gì chém được. Tiếp theo chính là dạy cậu căn bản của vận dụng linh mạch. Mạch. Đây là môn phái nào vậy? Chính là cái người mà cậu nói cầm đường đao, lục không môn. Gia hỏa đó không phải là dùng đao kiếm sao? Nhìn ra phải hắn dùng kiếm, có lẽ là người thiên tông môn. Đó là do biến đổi hình thái. Cao thủ lục không môn có thể dùng khí mạch biến thành chiêu thức đinh đao. Cậu có biết mình vì sao mỗi lần chúng chiêu đều quỳ không? Là vì trong kiếm có linh khí.
Không sai. Chiêu thức của hắn nhìn có vẻ như là kiếm thức, thực ra là công kích của mạch. Không ổn, chiếc thể dùng bất thường mà cậu luyện trước đó để che chắn. Tưởng luyện cơ bản không chắn được. Kiếm khí này. Có trách em không chống đỡ được. Nếu không, cậu cho rằng danh tiếng của Lục Không Môn sao có thể so được với Thiên Tông Môn? Tuy rằng cao thủ của các tông môn nhiều vô số kể, nhưng đều không tách ra khỏi những thứ cơ bản. Cậu chính là thiếu sự tu luyện đối với mạch, cho nên không thể chống lại được công kích của đối phương. Đặt tay lên đây. Sau đó sao? Tập trung tinh thần. Mạch tồn tại bên trong thiên địa vạn vật. Muốn vận dụng linh mạch của cậu, tưởng tượng linh mạch của cậu và mạch của cây liên kết với nhau. Ngộ tính của tiểu tử này thật không tồi. Được, tưởng tượng cái cây này chính là một phần của cơ thể cậu, sẽ đã khiến cho một phần lá cây rơi xuống. Đau. Ra sức như vậy làm gì? Đây chính là tập luyện, không cần ra sức như vậy. Chẳng qua mới giống như không chế các con tay, còn thật thì quá khó. Đây khẳng định không phải chuyện ngày một ngày hai. Thời gian đi ngũ pháp sơn, trừ khí lượng của linh mạch, thì chăm chỉ luyện tập khống chế linh mạch. Vâng, được ạ. Bố ơi, trong rừng cây kia hình như có hang động và quái thú à? Còn trành ngốc, đó là do gió thổi. Cái gì? Để sớm hơn chúng ta à? Béo, cậu thua rồi. Tiền rượu lần sau là do cậu trả. Tình Nguyệt Kỳ Duyên do TV2.ARG thực hiện thuyết minh. Hiện tại và đối thủ pin mạng, chỉ là mãng phu hành vi. Chấn không trụ khí của người, luôn luôn không làm được đại sự. Nhưng 你应该听过一句话，以彼之道还施彼身，是时候去找你要找的人了。脉存在于天地万物中，要运用你的灵脉，想象自己的灵脉和树的脉络连接起来。这小子悟性还不错。Tập 27Không ngờ ngũ pháp sơn lại náo nhiệt như vậy. Lúc trước có tưởng rằng nơi này thần bí cổ kính thế nào. Nơi này vốn dĩ đã là khu du lịch trong thành phố lớn mà. Môn tông đại hội không phải tùy tiện tìm một quảng trường nào đó tổ chức chứ? Làm sao thế? Khách du lịch chỉ có thể ngắm cảnh ở bên ngoài, chính giữa của ngọn núi, làm sao có thể vào? Vậy chúng ta đi mật đạo nào sao? Không sai biệt lắm. Chuyện nhiệm vụ, tiểu mạn sẽ nói với cậu. Anh sẽ không tham gia nữa. Anh Tinh Viễn, anh đây là... Người trên núi không có mấy ai nhìn là thuận mắt. Lúc mấy người xuống núi đến quán rượu gần đấy tìm anh là được. À, được. Béo, chịu cực chịu thua chứ. Ôi, bao nhiêu đời này tôi nợ anh. Anh Tinh Viễn có lúc giống như đứa trẻ to xác vậy. Ai cũng có một mặt không muốn người khác thấy. Nhiệm vụ lần này em đã nói cho anh rồi. Em còn nhiệm vụ khác tạm thời rời khỏi đội. Chỉ có thể gặp lại trên đỉnh núi thôi. Đừng để cho nữ sĩ của anh đợi lâu quá. Được rồi. Đúng rồi, Sơn Phong. Giơ tay trái ra đây. Đây là anh Đại Đông lưu lại cho anh. Tuy rằng địa trọng môn đã thay đổi rồi, nhưng vẫn còn có nhiều sứ mệnh kiên trì với đấu hồn vệ. Mình tiếp tục tiếp nhận tín niệm này. Anh hiểu rồi. Còn có ý của em nữa. Giơ tay phải ra đây. Thực ra thì là em làm theo chỉ đạo của trưởng môn. Em chỉ mượn hoa hiến Phật mà thôi. Năm nay em không được đi đỉnh núi chính.
Lúc có nghi hoặc thì theo thứ tự đỏ, vàng, xanh mở ra xem. Lại là đầy ắp tình cảm và con đường nhỏ sao? Em sẽ lưu ý tin tức của Minh Nguyệt, hy vọng có ngày chúng ta gặp lại cô ấy. Mong là như vậy. Tình Viễn và chị Tiểu Man đâu? Bọn họ đi làm chuyện khác rồi. Anh Tình Viễn thì thôi đi. Chị Tiểu Man vì sao cũng hành động một mình chứ? Hiện giờ chị Tiểu Man không cần cậu lo lắng. Chúng ta mau chóng lên thôi. Làm phiền rồi, không có gì. Ảnh bà bà nếu muốn quay về thì gọi điện thoại cho cháu. Cháu về thôn trước. Được thôi, được thôi. Cái tổ chức môn tông đại hội thật là náo nhiệt. Đấy chỉ là khu bên ngoài. Nơi mà chúng ta cần đến phải mất chút sức mới có thể tới nơi. Trên đường chúng ta cố gắng hết sức giấu đi khí tức, giả thành người bình thường là được. Lại là cái khu núi vô vị này. Đến nơi này đều là những bà lão đang nghỉ ngơi, không có chuyện gì làm. Ông lão lại còn có ông lão mang theo trẻ con. Có thể mang lại chút cảm giác tươi mới gì hơn không? Tôi thấy vị cô nương này khí chất cao nhã, khác biệt với người khác. Có thể để tôi giúp đỡ chút gì không? Cái người này không thèm giấu linh khí của chính mình, có lẽ là đấu hồn vệ. Thế là nhìn ra mình cũng có linh lực sao? Cũng không có gì đặc biệt. Tôi chỉ là khách du lịch bình thường đến du lịch mà thôi. Khách du lịch bình thường? Cô nương đừng đùa. Nhìn dáng vẻ mỹ nữ của cô nương đứng ở đâu cũng không còn là bình thường nữa. Đâu có, công tử chê cười rồi. Hả? Công tử? Không cần khách khí. Tôi tên Tư Đồ Trác Dương, cũng có thể gọi tôi là anh Trác Dương. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi đường. Nếu như cô nương cũng phải đến ngắm cảnh, không biết có ngại thêm một đối tượng cùng nói chuyện không? Hỏi đường thì nha đầu này cũng không rõ ràng lắm đâu. Cháu gái ta cũng là lần đầu tiên cùng ta tới đây. Lão thấy bà ta ngược lại có thể hỏi vài câu. Hóa ra là bà nội sao? Tiểu từ cậu nếu như ngại ta đi quá chậm, ta rất vui có thêm một đối tượng để nói chuyện. Đến đây, tiểu từ đỡ ta một cái đi. Nhìn dáng vẻ có phải là ngại ta rồi. Làm sao có thể? Cháu chỉ là có chuyện cần phải làm. Thật ngại quá hai vị, vị bằng hữu trẻ tuổi này của tôi thích đùa. Chúng ta đúng là có chuyện cần làm, không làm phiền hai vị nữa. Đinh Tam, cậu đây là làm gì? Tiên trưởng môn đây là đủ rồi, không cần nhắc lại. Ta thấy vị cô nương này vô cùng có duyên, tin tưởng chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần sau, đến lượt ta giúp đỡ cô nương. Được rồi, chúng ta sắp muộn rồi, phải nhanh lên. Ta sắp đong kém rồi. Hai người vừa nãy có lẽ là đến tham gia đấu hồn vệ đại hội đi. Có phải đến thăm dò chúng ta? Nhìn dáng vẻ không giống như để ý đến chúng ta. Không cần lo. Để ta chỉ cháu đi con đường tắt. Đường tắt. Hổ đậu, em trước đây là đệ tử nội môn chính thức, có lẽ cũng từ đến Ngũ Pháp Sơn chứ. Qua đây hai lần rồi. Thực ra tông môn đại hội chính là ở nơi đấu hồn vệ tập trung giao lưu. Nếu thực lực không giống nhau, sẽ phân thành các hội trường không giống nhau. Trong hội trường còn có phục vụ các môn phái, phụ trách thu thập nguyện vọng của người mới. Còn có hội trường phân chia cấp bậc nữa sao? Đúng vậy. Đông Nam Tây Bắc bên trong Ngũ Pháp Sơn đều có Tử Sơn. Tử Sơn có 3 đạo thử luyện, mà núi có 5 đạo thử luyện. Vậy em đẳng cấp cuối cùng là bao nhiêu? Tử Sơn, đạo thứ 2, làm sao? Thật không tồi. Sơn Phong, anh không được cười. Vậy lần này anh muốn đi đến đâu?
主身，núi chính, 山顶, đỉnh núi. 什么？Cái gì? Mà đi hội trường của tầng cao nhất sao? Anh đây thật sự là không hiểu quy tắc. Nếu như người mới bắt đầu, mỗi lần tham gia đại hội chỉ có thể lên một đẳng cấp. Người có năng lực siêu phàm có thể nhiều thêm một cấp. À, nếu theo quy tắc, anh chỉ có thể giống như thổ đậu đến được điểm tập hợp thứ hai của Tử Sơn, đến chủ sơn cũng không tới được. Chẳng qua chị Tiểu Man cho anh ba túi gấm, và nói đến lúc đó có thể giúp đỡ được. Tiểu Phong, Tiểu Man có phải cùng cậu thương lượng kế hoạch bí mật gì không? Vậy sao nhất định phải đi tầng cao nhất? Thực ra cũng không thể nói là chuyện cơ mật gì. Đoàn đánh thuê ngoài kia có đề ra một kế hoạch hợp tác, hy vọng tôi có thể lập ra một đội chiến đấu được tổ thành từ các đấu hồn vệ. Cái gì? Cậu còn kinh ngạc vậy không? Đương nhiên rồi. Thực ra lúc đầu chị Tiểu Man thương lượng của tôi còn kinh ngạc hơn so với hai người, nhưng không còn cách nào. Đại lực đánh thuê cuối cùng cũng là những người bình thường. Để họ đi đối phó với những người linh giới có thể là không dễ. Và tôi cũng phải. Thế như có một đội do đấu hồn vệ hợp thành, lực chiến đấu nhất định sẽ tăng lên. Chẳng qua đây nên là chuyện mà do những đại môn phái chính thống nên quản. Làm gì đến lượt người ngoài những cậu lo. Linh độc quyền bởi TV hay là chính là những môn phái hạng nhất, hạng nhì. Không biết vì lý do gì, đối với những chuyện liên quan tới linh giới thì không thấy đâu. Tôi cũng biết năng lực bản thân có hạn, nhưng tình hình hiện giờ chỉ có thể dùng thủ đoạn không giống thường. Lúc đầu nếu như bọn họ chịu ra tay giúp đỡ, anh Sâm và anh Đại Đông có lẽ đã không cần. Cho nên, lần này chúng ta cần làm là một mặt điều tra rõ nguyên nhân, một mặt chính là thành lập một đội đấu hồn vệ nguyện ý đứng ra chiến đấu để tránh những bi kịch trước đây. Hồ Đậu, lên tinh thần đi, chúng ta còn phải nhờ vệ em dẫn đường vào được cửa đó. Đúng vậy, hai người mới các anh còn chưa từng đến, em mà không nói cho các anh, các anh đến cả cửa cũng không sợ thấy. Đúng vậy, đúng vậy, nhanh chóng dẫn đường. Đây này chính là cửa vào của Mê Tùng Lâm. Nếu như dõi theo trên bản đồ khu tham quan, khẳng định là không đi được đến cửa chính. Ở mỗi đường rẽ đều sẽ có bức đá có chữ, bắt buộc phải theo thứ tự nhất định đi qua những cửa này mới có thể đến được nơi cần đến. Ồ, con đường này quả thực không giống với con đường vừa nãy. Phía trước chính là cửa thử luyện đầu tiên. Đợi lát nữa quan thử luyện sẽ hỏi anh có muốn tham gia hoạt động rút vé số. Thật ra chính là thử luyện. Không qua rồi thì nói anh trúng một giải thưởng. Sau đó mới chỉ cho anh đến con đường nơi tập hợp. Còn rất thú vị nữa. Ồ, mấy vị du khách, có cần chăm sóc gì sao? Chúng ta muốn chơi rút vé. Tự mình bỏ tiền, rồi sau đó chỉ một khu vực nhất định. Ra sức chút có lẽ sẽ có cơ hội trúng giải. Có lẽ là dẫn dắt linh khí vào bên trong đi. Có chút giống với tập luyện lúc trước. Ra sức một chút mới có thể trúng giải. Này, vậy tôi đã trúng giải chưa? Trúng rồi. Trúng rồi. Trúng giải lớn rồi. Vừa rồi là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Vì thiếu hiệp này, cậu thông qua rồi. Thật ra theo như năng lực của thiếu hiệp, đi núi chính cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua theo như quy tắc, năm nay chỉ có thể ủy khuất một chút. Cậu đến hội trường cấp 2 đi. Hai người chúng tôi còn cần rút thưởng hay không? Cái này, hai người nếu như đã đi cùng vị thiếu hiệp này, khẳng định là thực lực cũng phi phàm. Miễn, miễn, miễn. Các vị đi bên này là được rồi. Được, đa tạ. Chúng ta sẽ đi hội trường tiếp theo. Cứ đi thẳng sẽ đến hội trường. Nơi này hình như là không có đường rẽ gì. Lúc này chính là lúc nó xuất hiện rồi. Theo như hướng dẫn trên túi gấm, có lẽ chính là cây cổ thụ này rồi. Anh Sơn Phong, đến đây nhìn xem. Cái này có phải là cơ quan gì không? Nhìn có vẻ như giống như thử luyện vừa nãy. Thế nào? Quả thật ẩn giấu thông đạo chuyển linh khí. Linh khí có cảm giác khi đến một nơi nào đó bị ngăn lại. Để anh dùng thêm chút sức lực xem sao.
Nơi này là tử hồ động, làm sao mà có nhiều cơ quan như vậy? Tử cấm cũng không nói nhiều như vậy. Đây rốt cuộc là phải làm sao? Vậy mà mở ra cơ quan rồi. Bên trong động này có cái gì chứ? Đây chính là đường tắt sao? Không cần quản đến phiến đá này, chúng ta cứ đi qua. Nơi này còn có một cây cầu gãy, họ chắc con đường vừa nãy bị ngăn lại. Từ đây đến phía trước có thể bớt được không ít phiền phức. Vậy phải ngựa kiếm bay qua sao? Không khác biệt lắm. Chỉ có điều không được trực tiếp bay qua. Bên đó có phong ấn cấm, phải giải quyết trước mới được. Mở. Bây giờ có thể đi qua rồi chứ? Đợi lát nữa anh bà phải dắt cháu theo đấy. Anh bà cẩn thận. Đây là những quan khảo thí mà trước đây anh bà nói sao? Quan khảo thí nhất định sẽ không ra những chiêu số giết người. Cháu xem trong tay những người đó. Phái viên dị thiên phù ấn. Đây là có chuyện đen tắt tìm đến rồi. Bà đã cả thực hiện thuyết mình. Hả? Tập 28. Hai vị xin dừng bước. Các vị cao nhân không nói câu nào đã ra tay, không biết là có chuyện gì. Giao ra toái phiên phù ấn. Cái gì phù, cái gì toái phiên? Lão nhân gia không có kiến thức, chưa từng nghe qua thứ đồ mà các ngài muốn tìm. Ít giả vờ với ta. Cộng hưởng của toái phiên sẽ không lừa người. Hóa ra là toái phiên dị thiên phụ ấn. Lâm Phong sư huynh, làm thế nào bây giờ? Tĩnh quan kỳ biến. Cái gì mà tĩnh quan kỳ biến? Phụ ấn toái phiên nếu bị ba hộ pháp cướp mất thì làm sao? Mới làm sao biết trên người một già một trẻ đó có toái phiên? Vậy ý, ít nhất cũng cướp toái phiên trên tay hộ pháp về. Mới nói cũng thật nhẹ nhàng. Ba người đó, ban ngày ban mặt dám lấy ra phù ấn toái phiên, khẳng định không đơn giản. Cho nên họ gặp nguy hiểm rồi. Nếu họ bị giết thì phải làm sao? Trong đó, không phải là trưởng môn của Linh Thú Môn sao? Là cảnh ảo. Sư tôn đã dặn dò. Chúng ta chỉ giám sát họ. Nếu như bị giết dễ dàng như vậy, đối với trận chiến ở linh giới cũng chẳng có giá trị gì. Mà làm gì? Mà chính là muốn quản. Lê Hoa, mời nghe ta. Đợi một chút. Nhìn xem tình huống hai bên thế nào, rồi lại tính. Nhanh chóng giao toái phiên ra, nếu không sẽ không xem xét mạng cho các người. Xem ra các vị cố ý làm khó ta. Bỏ đi, không khí lời với các người nữa.
tìm ở trên thi thể các người cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Anh bà nhanh chóng trốn đi. Thân thể tê hết rồi. Hai vị hộ pháp hoàng quyền phụ trách khống chế đối thủ, hộ pháp lôi trụ phụ trách kích sát. Minh Nguyệt đánh không lại ba người kinh nghiệm chiến trường phong phú này. Hộ linh pháp luôn. Loại chiến đấu này quả nhiên sẽ không chống được công kích của chúng ta. Cái gì? Ma ba, tiêu rất tiểu này hình như cũng không đau lắm. Còn có một cảm giác mềm mại. Đó là vì người đau là tôi. Hai người nhanh chóng đứng dậy xong lại nói có được không? Béo, ngại quá, tôi không sao chứ. Các người nói xem, sao mỗi lần bị thương đều là tôi? Người mỗi lần bị thương đều là tôi vậy. Đây chính là mật đạo mà trưởng môn cơ sở môn giới thiệu cho chúng ta sao? Thật đáng ngạc nhiên, đây rốt cuộc là nơi nào? Là nơi thấp nhất trong núi à? Đến nơi này làm gì? Tôi đoán là khiến cho chúng ta từ mật đạo của Tử Sơn đến mới nhất trong núi, sau đó lại từ một mật đạo khác trong Tử Sơn đến núi chính. Nếu như thế này thì có thể quấy nhiễu được những đấu hồn vệ ở trạm gác. Nếu như có cây cầu có thể đi thẳng từ Tử Sơn đến núi chính thì tốt rồi. Tới được bao nhiêu khí lực? Cũng không có cách nào. Đường vòng so với trạm gác tốt hơn nhiều. Chúng ta vẫn là đi tìm một con đường khác xem sao. Nơi này cơ bản là không có vết tích của con người từng đi qua. Mới tìm ra một mật đạo khác cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, trưởng môn cũng thật là không thể thống khoái chỉ luôn tỉ mỉ cho chúng ta. Có lẽ là muốn khảo nghiệm các người chăng? Này Sơn Phong, tôi thấy hình như phát hiện ra thứ khả nghi. Cái thứ gì? Hình như là một bức tượng. Bức tượng còn rất to đấy. Không sai, rất to. Không sai. Chính là như thế này. Này, mau chạy. Vị cô nương này là... Này, lúc nào cô mới có thể đứng dậy? Tôi sắp không chống được nữa rồi. Đa tạ cô nương tương cứu, ta có đến giúp đỡ. Đợi ta trấn trụ được bọn họ, cô lại nhanh chóng ra tay. Là chấn mà cầm. Ta cũng phải dùng toàn lực đối phó mới được. Cái gì? Tiểu bản kích.
Vị cô nương này, nhanh chóng đưa bà lão này ra khỏi đây. Vâng. Đau đấy. Người ta còn đang bị thương đây này. Đáng đời muộn, chúng ta cũng mau chóng đi. Lâu trụ. Không sao chứ? Không có gì. Đừng để bọn chúng chạy. Muốn chạy không dễ vậy đâu. Không hay. Phải để cho anh bà bay qua. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Cảm ơn em nhé, hổ đậu. Anh ở đâu chưa phải tượng to như vậy? Anh chỉ nhìn nó một cái thôi, không trêu chọc nó. Này, đại thạch đầu, bên này. Quả nhiên, não của đại thạch đầu không thông minh lắm. Tưởng lớn có lẽ không dựa vào cơ quan linh lực bên trong người mà hoạt động. Dựa vào việc thời gian giờ đây ta tập luyện linh mạch, ngắt được vận hành của nó. Anh Sơn Phong, thật lợi hại. Xem ra thời gian giờ đây mạnh lên không ít. Đương nhiên, nếu không chịu khó tu luyện, sau này làm sao đảm nhận được nhiệm vụ càng quan trọng hơn. Hơn nữa, phương pháp tu luyện của anh Tình Viễn cũng mang đến hiệu quả ngoài ý muốn. Độc quyền bởi TV hay từ trời đó giúp được chúng ta. Ngoài ra, tôi cũng phát hiện được thứ đồ thú vị tương tự. Thứ đồ gì thú vị? Thân thể vẫn còn đang tê. May mà có cái cây đó. Nhưng mà chân cũng bị thương rồi. Vừa nãy hình như đã xông qua một kết giới cấm. Không biết có thể lên lại bên trên hay không. Làm thế nào bây giờ? Quả nhiên là kết giới một chiều. Xem ra muốn bay về cũng không được. Hơn nữa lấy hiện trạng của bản thân mình bây giờ còn chịu khổ một thời gian. Không có cách nào khác, chỉ có thể hy vọng hai đấu hồn vệ đó có thể mang anh và bà rời đi khỏi. Mình phải mau chóng tìm một cửa ra khác mới được. Không ngờ Sơn Phong còn có thể khống chế được thạch tượng này. Và đây hình như sự hiểu biết đối với linh mạch tăng lên không ít. Cảm thấy đạo lý của rất nhiều thứ đều tương thông rồi. Cái này còn chơi rất vui. Hơn nữa ngồi trên cao thế này còn dễ dàng quan sát tình hình xung quanh. Hình như bên kia có tiếng động. Còn thật là không thể hành động một mình. Không ngờ nơi này còn một cơ quan tượng thạch to như vậy. Hãy
đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng. Cẩn thận, hết lực sát. Cẩn thận, chạy đi. Mạnh liệt, băng phong kiếm. Không. Công tử, lẽ nào Kim Quyên đã từng hôn người ta sao? Bộ phim Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên do TV2.ARG thực hiện thuyết mình.最近好像对灵脉的理解开窍了不少，感觉很多东西都是道理相通的。29. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt. Dạ phải hoài nghi như vậy. Là không nhận ra ta nữa sao? Không. Không có. Chỉ là. Chỉ sợ rằng. Đây là một giấc mơ, vừa buông tay, thì tỉnh. Yên tâm, không phải là mơ. Các người còn muốn thanh thanh ta ta bao lâu? Thế này là... Tôi xem cô chính là Tiểu Tam rồi. Không có gì. Đó chỉ muốn nói chào buổi sáng. Đó cũng là một đấu hồn vệ. Bây giờ là người bạn rất quan trọng. Anh là cái đồ hoa tâm. Chẳng qua như vậy cũng tốt. Dù sao sau này chị Tiểu Man để em chăm sóc. Hổ đậu, em hiểu lầm tôi. Bên người trước đây cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, có phúc cùng thưởng. Béo, mình cũng ở đây sao? Minh Nguyệt, cuối cùng cũng được gặp cô. Và đây quả thật rất khổ. Mỗi lần chiến đấu đều nửa sống nửa chết. Chỉ thở được có mỗi một hơi. Thằng ngốc này liền chạy đến nơi này nghe ngóng tin của cô. Xin lỗi mọi người, ta cũng trải qua rất nhiều biến cố, bất đắc dĩ mới phải tách ra khỏi mọi người. Đúng rồi, vừa nãy mọi người nhắc tới Tiểu Man. Cô ấy đâu? Tiểu Man rất ổn. Và bởi vì có nhiệm vụ khác nên mới phải tách ra hành động. Mọi người không sao là tốt rồi. À, vừa nãy quá vui mừng, cảm chút nữa là quên mất. Sư phụ. Sư huynh, sư huynh, anh ấy không chết được. Nhà đầu, ngồi xuống đi. Sư phụ, sư phụ, con bỏ đi. Má con vô dụng, đã nói không được ra tay rồi. Vì sao vẫn còn đi gây chuyện? Chuyện này đều trách con.
花，丽花，你要去哪？哎，摩地的，那个姑娘在哪？丽花，丽花，你赶紧去那边带走那个老奶奶。那个姑娘呢？那个姑娘呢？那个姑娘呢？那个姑娘呢？那个姑娘呢？那个姑娘呢？那个姑娘呢？我们现在的形势比现在更糟糕了，好不好？赶紧走，装逼的。Chính là ghế trước chạy cũng vô dụng. Chúng ta mới không chạy. Bây giờ chính là lúc chúng ta tính nợ đây. Em không thể nghe lời anh một lần sao? Em đi, anh khẳng định đánh không lại, mình chết thì cùng nhau chết. Nhà đầu ngốc, chỉ có thể tìm cơ hội ép buộc cô ấy rời khỏi. Quỷ phiền phức này phải giải quyết hắn trước. Người trẻ tuổi cách nghĩ không tồi. Chẳng qua chiến đấu phận thân nên không thể áp chế được ta. Thần pháp không tồi. Chẳng qua là một người rất miễn cưỡng. Lê Hoa, em ấy. Người trẻ tuổi quả nhiên chạy thật nhanh. Chẳng qua lần này các người chắc chắn còn muốn chạy sao? Nếu không chạy thì đi chết đi. Lê Hoa, mau đi đi. Một mình em, nhanh đi tìm sư phụ. Sư huynh, tam sát thần lôi. Còn không đi. Vậy mà vẫn còn đứng được. Xin lỗi sư huynh, em đã không chạy được nữa rồi. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá lớn. Biết quản chuyện của người khác, nó có thể giữ được mạng mình. Đúng, nói không sai. Biết quản chuyện vẫn có thể giữ được mạng mình. Lão thái bà vương ngốc đó, mỗi lần lúc ta ngủ thì lại lộ mặt ra ngoài. Kẻ đấy là ai?
ghét nhất đang ngủ được một nửa thì phải tỉnh dậy và được còn mình đọc quyền bởi TV2 không có chuyện của người. Ta khuyên người vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây, đừng quản chuyện ở đây. Ta hôm nay không có tâm trạng. Ba người các ngươi là ai? Để lại phù ấn toái. Giờ đó từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Quân vọng. Để mặc. Kinh Nhân Quả Ba Đời. Dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Lời nói đầu. Thuở xưa có người đến hỏi một vị thiền sư: bậc tu hành đã ngộ lý chân không, có lạc vào dòng nhân quả chăng? Thiền sư đáp: bậc đại tu hành chẳng lạc vào dòng nhân quả. Vì câu trả lời này mà khiến cho thiền sư phải đọa làm kiếp chồn 500 năm, sau gặp ngài Bá Trường mới được giải thoát. Cũng do câu chuyện trên đây nên các vị cổ đức khuyên người học Phật trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hành cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như Kim Cang, Pháp Bảo Đàn, nếu không phải là người có nhiều căn lành tất dễ sinh lòng khinh mạng và lạc vào lỗi chấp thông. Thật ra nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành chính giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên, bút giả mới phiên dịch quyển kinh này. Vì kinh Nhân Quả nói tóm tắt không mấy trang nên bút giả lại thêm một ít câu chuyện tạm gọi là Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục. Về việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng có nhiều, biết gì không ai ghi chép thành sách nên tản mát đi. Vì thế bút giả đã tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật là hay luận quyền nói nhiều, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Với lại hồi xưa cụ Khánh Hòa còn tài thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý vô thủy vô chung. Sư cụ mỉm cười đáp: hỏi chi xa giờ vậy, gắn ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi. Đại để người ta lặn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu quyền mà chỉ chú trọng đến sự thực hành, thông thường là như thế. Kinh Hoa Nghiêm nói: lòng tin là bước đầu của đạo và mẹ của tất cả công đức. Mong những vị hữu duyên khi xem đến quyển sách này bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng, chuyển kiếp luân hồi cùng sự linh hiển của Phật pháp, do đó lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ. Mùa an cư canh tuất, Thích Thiền Tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sám Dược Sư. Lòng thành đệ tử xin cầu, nhờ ơn Đức Phật cứu ân tai nạn. Vì trong bá tánh chẳng an, nâng kinh công đức lập đàn dược sư. Nguyên do những khổ bay chạy, thảm thương dân chúng quá ư đau lòng. Chẳng nài có của cùng không, ngày đêm đại Phật ra công khẩn cầu. Cầu cho khắp cả đâu đâu, nhân nhân xứ xứ bớt sầu bớt lo. Nhà nhà ăn mặc ấm no, hưởng phần vui vẻ đồng lo tu hành. Biết đời diệt diệt sanh sanh, có không không có như cành đổi thay. Khác nào như gió như mây, như sương như điện hiện nay rõ ràng. Đó là lẽ sự thế gian, mau mau tránh khỏi tìm đàn dời chân. Nguyện cho chánh pháp vô dư, hoàn toàn dứt khổ đồng như Phật Đà. Phân thân qua cõi ta bà, từ bi tiếp độ những là chúng sanh. Nguyện cho bá tánh tu hành, đồng về cực lạc, đồng sinh sen vàng.
lên đên qua cõi diêm phù, khéo tu thì nổi, dùng tu thì chìm. Mùa an cư Phật lịch 2531 Mậu Thìn, Sa môn Thích Minh Thành, pháp hiệu Từ Mẫn, thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, website diệupháp.net. Kinh Phật nói nhân quả ba đời. Một hôm, tôn giả A Nan Đà ở trên hội Linh Sơn cùng với 1250 đại tỳ kheo câu hội. Khi ấy, A Nan Đà tôn giả chắp tay đảnh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi quỳ xuống, thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, đến thời mạt pháp, tất cả chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, nhiều kẻ sanh niệm chẳng lành, không kính tam bảo, không trọng cha mẹ, không có tam căn, năm diền rối loạn, nghèo khó thấp hèn, sáu căn chẳng đủ, trọn ngày sát sanh hại mạng, kể đến nghèo giàu sang hèn không đồng nhau. Do nhân duyên quả báo gì khiến nên như thế? Cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con giải thích mọi sự việc. Phật bảo A Nan cùng các đại đệ tử: Lành thay, lành thay, các ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà giải thích rành rẽ. Tất cả nam nữ ở thế gian, giàu sang hay nghèo hèn, chịu khổ vô cùng hoặc hưởng phước vô lượng, đều do nhân duyên từ đời trước mà cảm quả báo. Cho nên tất cả chúng sanh, trước phải hiếu kính cha mẹ, kế đó phải tin trọng ngôi tam bảo, thứ ba nên bỏ giới sát mà phóng sanh, và thứ tư cần ăn chay bố thí mới có thể gieo giống ruộng phước về sau. Phật liền nói bài kệ nhân quả rằng: Giàu sang đều bởi mạng, đời trước có tu nhân, ai thọ trì kinh này đời đời hưởng phước lộc. Thiện nam tín nữ nghe ta nói, suy nhớ kinh nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời việc chẳng nhỏ, Phật nói lời Phật chớ chê khinh. Một, đời nay làm quan do nhân gì? Kiếp trước vàng rồng thép tượng Phật, đời nay hưởng phước bởi nhân xưa, đai vàng áo tía cầu nơi Phật, vàng trang nghiêm Phật trang nghiêm mình, làm đẹp Như Lai đẹp từ thân. Đừng bảo làm quan là chuyện dễ, không tu phước ấy đến từ đâu? Hai, cởi ngựa ngồi kiệu do nhân gì? Kiếp trước làm cầu bồi đắp lộ. Ba, do nhân duyên gì mặc gấm dốc, đời trước thí áo giúp tăng ni. Bốn, có ăn có mặc do nhân gì, xưa giúp kẻ nghèo cho ăn uống. Năm, ăn mặc thiếu thốn bởi nhân chi, kiếp trước một nửa không xả thí. Sáu, lầu cao nhà lớn do nhân gì, xưa lên chùa am cúng thí gạo. Bảy, phước lộc đầy đủ do nhân gì, xưa lập chùa am cất nhà mát. Tám, tướng mạo xinh đẹp do nhân gì, đời trước hoa tươi cúng dường Phật. Chín, thông minh trí tuệ do nhân gì, kiếp trước ăn chay thường niệm Phật. Mười, người thấy vui mừng do nhân gì, xưa kết duyên lành cùng đại chúng. Mười một, chồng vợ bền lâu do nhân gì, đời trước tràng khoan nghiêm cúng Phật. Mười hai, cha mẹ song toàn do nhân gì, đời trước kính trọng người cô độc. Mười ba, không cha mất mẹ do nhân gì, kiếp trước là người đánh bẫy chim. Mười bốn, con cháu đông nhiều do nhân gì, đời trước mở lòng thả chim thú. Mười lăm, nuôi con không được do nhân gì, xưa sanh con gái dìm cho chết. Mười sáu, đời nay không con do nhân gì, kiếp trước bẻ gãy hại trăm qua. Mười bảy, đời nay sống lâu do nhân gì, kiếp trước mua vật phóng sanh nhiều. Mười tám, đời nay mạng yểu do nhân gì, kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh. Mười chín, đời nay không vợ do nhân gì,
kiếp trước tham mưu gian vợ người. 20. Đời nay ở quá do nhân gì, kiếp trước buông lung khinh rẻ chồng. 21. Làm thân toi đòi do nhân gì, kiếp trước quên ơn cùng phụ nghĩa. 22. Đời đai mắt sáng do nhân gì, kiếp trước cúng dầu đốt đèn Phật. 23. Đời nay đuôi mù do nhân gì, kiếp trước chỉ đường chẳng phân minh. 24. Môi miệng xích thiếu do nhân gì, kiếp trước thổi tắt đèn cúng Phật. 25. Đời nay câm điếc do nhân gì, xưa từng ác khẩu mắng cha mẹ. 26. Đời nay lưng gù do nhân gì, kiếp trước chê cười người lễ Phật. 27. Tay bị cong quẹo do nhân gì, đời trước đều là người tạo nghiệp. 28. Chân bị co rút do nhân gì, kiếp trước ngăn đường đánh cướp người. 29. Làm thân trâu ngựa do nhân gì, xưa thiếu nợ người không chịu trả. 30. Đọa làm heo chó do nhân gì, kiếp trước lừa gạt phỉnh hại người. 31. Đời nay nhiều bệnh do nhân gì, xưa đem rượu thịt bày cúng Phật. 32. Đời nay không bệnh do nhân gì, xưa thí thuốc men cứu bệnh nhân. 33. Hằng bị lao tù do nhân gì, kiếp trước làm ác chẳng nhượng người. 34. Đời nay chết đói do nhân gì, kiếp trước thường lấp hang rắn chuột. 35. Bị thuốc độc chết do nhân gì, kiếp trước đăng lưới giết hại cá. 36. Nổi trôi cơ khổ do nhân gì, ác tâm lấn hiếp mưu hại người. 37. Đời nay lùng bé do nhân gì, kiếp trước xem kinh để dưới đất. 38. Nay thường thổ huyết do nhân gì, xưa ăn thịt rồi đi tụng kinh. 39. Đời nay ngu điếc do nhân gì, kiếp trước tụng kinh chẳng lắng nghe. 40. Ghẻ lát phong điên do nhân gì, xông hơi thịt cá trước bàn Phật. 41. Thân có mùi hôi do nhân gì, xưa bán hương thơm tròn dối gian. 42. Đời nay chết treo do nhân gì, kiếp trước đem dây sang bẫy thú. 43. Quan quả cô độc do nhân gì, xưa thường ganh ghét hiềm mắng người. 44. Xét đánh lửa thiêu do nhân gì, cân non già thiếu lòng gian xảo. 45. Rắn cắn cọp ăn do nhân gì, kiếp trước kỳ quan tạo đối đầu. Muôn việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục quán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu gần trả mình. 46. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Kiếp trước tu nhân nay hưởng quả, đời này tu tích để về sau. Nếu ai hủy bán kinh nhân quả, kiếp sau đọa lạc mất thân người. Kẻ nào thọ trì kinh nhân quả, chư Phật Bồ Tát đều chứng minh. Kẻ nào biên chép kinh nhân quả, truyền đời tu học đạo nhà hưng. Ai mà mang đội kinh nhân quả, tai hung hoạnh quả chẳng vào thân. Nếu người giảng nói kinh nhân quả, đời đời kiếp kiếp được thông minh. Kẻ nào đề xướng kinh nhân quả, đời sau người thấy sanh cung kính. Người nào ấn tống kinh nhân quả, kiếp sau sẽ được thân đế vương. Theo kinh nhân quả hỏi đời trước, chính sự thọ hưởng của đời nay. Theo kinh nhân quả hỏi đời sau, chính sự gây nhân của kiếp này. Nếu như nhân quả không cảm ứng, do đâu Phục Liên cứu được mẹ? Người nào tin sâu kinh nhân quả, đồng sanh Tây Phương cõi cực lạc. Nhân quả ba đời nói không hết, Thiên Long chẳng bỏ ý người lành. Nếu ngôi Tam Bảo ruộng phước lớn, nhân tu tuy một hưởng muôn ngàn. Gửi kho bền chắc không hư mất, nhiều đời thọ dụng phước vô cùng. Muốn biết chân đời trước, xem sự hưởng đời nay. Muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này.
nhân quả luân hồi tạp lục. Ai nói luân hồi chuyện dẫn dân, người dê chuyện kiếp lè không ngờ. Đốt lò hương hỏi niệm xưa cũ, nghe giọng triều âm tỉnh giấc mơ. Mạnh phu nhân. Điền Canh Giả, quan đề đốc tỉnh Quảng Tây, có bà vợ là Mạnh phu nhân, bẩm tính hiền lương nhưng chẳng may mất sớm. Khi Điền Công thuyền quan ở trấn Lương Châu, đêm trăng ngồi một mình nơi Nha Dinh, bỗng mơ màng như vào mộng, thấy phu nhân dung mạo cực đẹp từ trên ngọn cây phơi phới bay xuống. Công mừng rỡ cùng nhau hỏi chuyện, hàn huyên như thuở sanh bình. Phu nhân bảo: thiếp vốn là một vị thiên nữ, do tước duyên nên trước nay làm bạn với tướng công, nhân duyên đã mãn lại trở về ngôi cũ, nay bởi còn chút duyên thừa nên mới đến viếng thăm. Công hỏi: tôi kết cuộc ở quan tước nào? Đáp: quan vị còn tăng không phải chỉ chừng ấy mà thôi. Hỏi: tôi thọ được bao lâu? Đáp: cơ trời khó nói. Tướng công lúc chết không về nơi hương lý, không ở chốn quan nha, không tại quán dịch bên đường, cũng không mất ở giữa chiến trận, thời đến sẽ tự rõ. Hỏi: sau khi tôi chết còn được thấy nhau nữa chăng? Đáp: việc này đều bởi tướng công nếu cố gắng tu, khi sanh lên cõi trời tất sẽ được gặp, bằng không chắc có hy vọng. Sau Điền Công đi chinh phạt giặc Miêu trở về, già yếu chết dưới trướng binh. Lai Tinh Hải. Lai Tinh Hải ngoại danh Lai Phục, người ở Tam Nguyên xứ Hiệp Tây. Ông thi đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi, niên hiệu Vạn Lịch. Cha ông là Lai Thiếu Sâm, tính Điềm Đạm Kim Dường, cũng là một bậc tiến sĩ. Khi Tinh Hải chưa sinh, trong làng có một vị tăng pháp danh Lai Phục, dốt chữ, chỉ nhờ người dạy học thuộc lòng được phẩm Phổ Môn và Bát Nhã Tâm Kinh, ngoài ra không biết chi cả. Cách làng hơn 10 dặm có khoảng sông cạn đầy cát, đến mùa mưa nước tràn ngập, người đi lại rất lấy làm khổ sở. Sư Lai Phục không nề nhọc nhằn, tự thân đứng ra đắp đường làm cầu, có ai quyên trợ cũng đều từ tạ. Do đấy xa gần đều gọi sư là Phật Hòa Thượng. Có người thấy sư khổ hạnh dốt nát, gọi là Thuyết Hòa Thượng, Hòa Thượng Quê Dùng. Cũng có kẻ hiềm sư không chịu đi đám tụng kinh, nên gọi là Lại Hòa Thượng, Hòa Thượng Làm Biến. Duy tiến sĩ Lai Thiếu Sâm kính trọng sư, nên gọi là Hữu Hạnh Hòa Thượng. Sư không thích cầu cạnh người, lại không biết ý, thỉnh thoảng đến chùa nghe sư tụng hai thứ kinh và cúng dường giải gạo cùng các thức ăn. Một hôm, Lai Công đang ngồi ở thính đường xử việc, chợt thấy Lai Phục đi qua. Công vội vã đứng lên đón rước, nhưng sư không đoái đến, đi thẳng vào nhà trong, kêu hỏi cũng chẳng đáp. Công đang lấy làm lạ thì giây lát có tin truyền ra là phu nhân sanh được một đứa bé trai. Thiếu Sâm vội sai người đến chùa hỏi thăm, mới hay sư vừa tọa quá. Công biết sư đã thác sanh làm con mình nên đặt ký danh là Lai Phục. Thuở thiếu niên, Phục cực thông minh, đọc rất nhiều sách, tin các nghề thuốc và bách công kỹ nghệ, lớn lên thi đỗ đi làm quan các nơi. Kẻ nghe biết đến cầu trị bệnh, cứu được rất nhiều người. Khi lớn tuổi, ông cáo bệnh về quê, thường bảo người rằng: ta vốn là kẻ xuất gia, đi trên đường hoàng lộ đã lâu, e quên mất tính bản lai, biết làm sao. Lúc sắp chết, ông lại nói: nay ta muốn trở về để nối thành công nghiệp cũ. Nói xong liền qua đời. Hạ Phùng Thánh. Hoàng tướng quốc Đời Binh là Hạ Phùng Thánh, trong niên hiệu Sùng Trinh, cùng gia nhân từ miền quê lên kinh sư. Thuyền vừa đến mũi Tầm Ngư thuộc dòng Cửu Giang, sóng to gió lớn chợt nổi lên. Hạ Công vội mặc triều phục, cầm hốt ra trước thuyền khẩn giấy. Khi ấy người trên thuyền thấy giữa hư không có vị thần mặc áo lụa đỏ, xách con quỷ đen liền xuống nước. Liền đó sóng gió dừng lặng. Công cho thuyền ghé vào bờ, thiết lễ cúng nơi miếu Đại Dương ở bên sông để đáp ơn thần phù hộ.
Do duyên sự này, từ đó về sau, dân chúng càng tin tưởng. Đem hương đèn, dê lợn, dân cúng lên miếu mỗi ngày thêm nhiều. Năm Sùng Trinh thứ 13, Kỳ Thân Dương muốn phục hưng đạo tràng quy ngưỡng, cho rước Tam Muội quan luật sư vào đất sở. Thuyền qua Cửu Giang, luật sư mơ thấy một vị áo mão trang nghiêm đến thưa rằng: "Tôi là Tống Đại Dương, thủy thần ở sông Cửu Giang. Kiếp trước tôi cùng luật sư và Hạ Tướng Công, ba người là bạn đồng tu ở chốn Thâm Sơn. Luật sư không mê là chính nhân, nên đời này là bậc cao tăng. Hạ Công do phước duyên nên đến ngôi tể tướng. Còn tôi vì một điểm sai lầm trở thành vị thần tưởng quyết thực. Trước đây Hạ Công bị con yêu nơi cây đại thọ ở mũi Tầm Ngư nổi sóng muốn lật thuyền. Tôi vì nghĩ đến tiền duyên nên ra tay giúp đỡ. Không ngờ do sự việc đó mà dân chúng sát sanh đến cúng tế ngày càng thêm nhiều. E rằng tương lai tất bị đọa vào vô gián địa ngục. Ngày mai luật sư đi ngang qua đây, xin ghé vào miếu từ bi thọ ký cho. Lại xin công bố việc này cho bốn phương hay biết, để về sau dân chúng đừng sát sanh cúng tế nữa. Như thế niềm hân cảm, mối thâm ân sẽ vô hạn." Sau khi tỉnh dậy, luật sư ghi nhớ và nhất nhất làm y theo lời. Từ đó về sau, gian thuyền qua lại mũi Tầm Ngư quanh năm đều được yên ổn. Kẻ lữ hành chỉ dùng trai thực qua quả cúng tế mà thôi. Chuyện này cùng với việc thần hồ cùng đinh thác mộng cho vị sư con vua nước An Tức cầu cứu độ có phần tương đồng. Trích lục Trì Bắc Ngẫu Đảm. Chuyện vị lão tăng. Thế gian diễn hứa bi quan xạ, dục nhập tham thiền vàng kiếp không. Thời Trung Hoa dân quốc, cư sĩ Uông Hiểu Diên một hôm ra chợ, thấy vị lão tăng đứng ngó sững vào hàng thịt rưng rưng nước mắt. Cư sĩ lấy làm lạ hỏi duyên cớ. Lão tăng đáp: "Câu chuyện rất dài, xin được thuật phần đại khái. Tôi nhớ được việc hai kiếp về trước. Đời thứ nhất tôi là một tên đồ tể, hơn 30 tuổi mãn phần, hồn bị người bắt trói đưa đi. Minh quan trách là nghiệp sát nặng, cho quỷ áp giải đến ti chuyển luân để thọ ác báo. Lúc bị xô xuống con sông đen tối, tâm thức tôi hoảng hốt bơ mà. Thoạt tiên thật nóng như lửa đốt khó nhẫn, kế đó là cảm hơi mát mẻ. Tỉnh ra thì mình đã sanh làm kiếp súc vật trong chuồng heo. Sau khi giết sữa, thấy thức ăn không được sạch, lòng cũng biết nhàm gớm. Nhưng vì đói quá, gan ruột cồn cào, nên bất đắc dĩ phải nhắm mắt nuốt vào. Sau lần lần thông tiếng nói của loài heo, thường cũng hỏi han nhau. Trong đồng loại cũng lắm kẻ nhớ biết kiếp trước của mình, song không thể nói cho người hiểu được. Đại để đều nhận thức mình sẽ bị giết, nên có lúc rên rỉ, đôi mắt ướt là tỏ dấu bi sầu. Loài heo thân thể thô nặng, vào mùa hạ rất nóng khổ, chỉ tìm dũng bùn nằm dùi mới đỡ, song cũng không thường có được. Bởi lông thưa và cứng, nên mùa đông lại khổ vì lạnh, thân thể giá buốt. Thấy loài dê chó lông nhuyễn dày, hằng mơ ước, xem như loài thú tiên. Đến lúc bị bắt, tự biết mình không khỏi, nhưng sợ quá, nhảy chạy càng, mong kéo hưởng mạng sống được phút nào hay phút ấy. Khi bị trói rút bốn chân khiêng đi, dây khuyết đau đến tận xương. Lúc người bỏ lên xe trở về, thân hình cùng đồng loại chất chồng đè lên nhau, máu huyết ứ động, gần như muốn đứt. Khi đến nhà lò, bị liền xuống đất, gan ruột tựa hồ tan nát. Nhìn thấy dao bén chảo vạt để hai bên, lòng bắt đầu run sợ, không biết đến khi bị giết sẽ đau đớn như thế nào. Lúc thọc huyết, thân tâm sảng sốt rụng rời, thấy ánh dao chớp lên liền nhắm mắt không dám nhìn thẳng. Khi đồ tể ấn lưỡi dao vào cổ, rung lắc mạnh cho huyết chảy xuống bồn, ban đầu còn kêu la, sau chỉ rên nhỏ trong cổ họng, cho đến máu chảy đến tắc hơi. Sự đau khổ thật không thể hình trạng. Bây giờ hoảng hốt mê ly, như say như mộng, chừng tỉnh dậy thấy mình đã thành hình người. Bình hoàng sẽ thấy kiếp trước còn có nghiệp lành nên cho chuyển sanh làm người, tức là thân đời nay đây.
Vừa rồi tôi thấy loài heo bị giết, thường nó đau đớn. Nhớ lại kiếp trước mình đã chịu khổ độc, rồi tiếc cho người đồ tể, tương lai cũng bị nỗi khổ đó. Ba mối niềm giao cảm, bất giác thương tâm, không biết rơi lệ từ lúc nào. Nói xong quay mặt bỏ đi. Lúc ấy người xung quanh nghe nói chỉ trỏ bàn tán phân vân. Bác Hàng Thịt được biết câu chuyện, sinh lòng sợ hãi. Từ đó về sau đổi nghề đi bán rau đậu. Trích lục Phật học chỉ nam. Thái thú họ Ngưu. Miền Tích Châu có Uông Tả Viên tiên sinh, biệt hiệu là Sĩ Khang. Trong niên hiệu Gia Khánh, Uông thi đỗ tiến sĩ, được bổ làm quyền lịnh ở Tứ Xuyên. Với quyền quản lãnh của tiên sinh có viên thái thú họ Ngưu, vốn là hàng đồng niên và đã chiếm Á Nguyên ở bản tỉnh. Quan thái thú này bàn tay mặt là tay người, còn bên trái lại là móng ngựa. Ông nhớ rõ việc ba kiếp trước từng thuật với tiên sinh rằng: đời trước tôi là một vị tướng, vì đánh giặc Ngưu tàn sát quá nhiều nên Minh Quan phạt cho chuyển kiếp làm ngựa. Khi sinh ra đã đổi thành thân ngựa ở trong tàu, tự bị thường la ré nhảy cắn, không ăn mà chết. Minh Ti quở là cưỡng lệnh đánh phạt, rồi cũng cho chuyển sanh làm ngựa như cũ. Lần này vì sợ bị trách phạt nên không dám cầu chết. Khi lớn lên được một vị tướng quan chọn lựa để cưỡi, viên tướng này tính tình nóng nảy hung bạo nên thân mình hằng bị roi giọt, trăm điều thống khổ. Một hôm vị tướng đánh giặc thua, quân địch đuổi theo rất gấp. Tôi chở chủ tướng Bôn Đào chạy thoát đến một khe núi rộng ước hơn một trường, bờ bên kia đá nhọn dựng chập chồng. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu nhảy qua mình sẽ phải chết, song chủ tướng có thể đào sinh, như không vượt qua tất chủ bị binh giặc theo giết. Nghĩ xong liều mình cố hết sức nhảy qua khe núi, bụng bị đá nhọn đâm rách ruột mà chết. Vị tướng nhờ đó mà thoát nạn. Sau khi tôi chết, Minh Ti khen là trung nghĩa, hứa cho chuyển làm thân người, lại là văn quan, lên đến bậc tứ phẩm. Trước kia lúc tôi sắp làm ngựa, quỷ tốt lấy da ngựa khoác vào mình, đến khi trở lại làm người lại lột da ngựa ấy đi. Nhưng vì tôi đã hai kiếp làm ngựa, da dính khắn vào thân, quỷ dùng dao lột da đào đến tận xương tủy. Khi dao đặt đến móng lại càng đau đớn không thể nhẫn. Nhân mới lén lút giấu bóng chân đằng trước, quỷ tốt cũng không để ý phát giác. Cũng ngờ vì duyên cớ đó mà lúc chuyển sanh bàn tay trái lại thành móng ngựa. Kể chuyện xong, thái thú bảo Uông Tả Viên rằng: lộc việc của tôi chỉ đến chừng này, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu, đến ngày tháng ấy sẽ từ trần. Sao việc quả nhiên. Dung Ai bút ký. Giết dê hại vợ. Lưu Đạo Nguyên làm quan quyền tại Bông Khê, lúc giải chức trên đường về ở trọ nhà họ Tần. Đêm ấy ông mộng thấy một thiếu phụ đến khóc thưa: tôi vốn là vợ của họ Tần nhà này, vì lỡ tay đánh chết người thiếp nên bị Minh Quan xử phải đền mạng, lại phạt làm dê. Nay tôi đang ở trong chuồng, sáng sớm sẽ bị giết để đãi ông. Tôi chết vẫn không tiếc, nhưng vì trong bụng hiện mang thai dê con, nếu nó nhân đó mà chết theo thì tội lỗi càng thêm nặng. Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng thuật lại thì dê cái đã bị giết. Cả nhà nghe nói khóc trống, nhét dê con trở vào bụng dê cái rồi đem đi chôn. Phạm dâm trả quả. Trần Sinh ở Động Đình, nhà rất nghèo, nên đem vợ và em trai di cư đến Châu Kinh. Nơi đây thương khách tới lui tấp nập. Trần tính hai chiều chuộng, định bợ lại khéo mua bán, nên chẳng mấy năm tư gia có đến ngàn lượng vàng. Một hôm ông bỗng vướng bệnh nằm liệt vài ngày, rồi trỗi dậy bảo vợ cùng em rằng: ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ, chung nhau gian dâm một thiếu phụ, tôi giết người chồng, kẻ cầm dao giết chính là tôi. Nay Minh Dương cho quỷ đến bắt, quan trái tức phải đền trả. Bây giờ tôi đi trước, còn hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu.
Nói xong tự nhổ râu tóc, lấy dao cắt lưỡi mình, lại dùng lấy hai ngón tay móc đôi tròng mắt lôi ra, giây phút liền tắt thở. Cô vợ và người em mấy ngày sau cũng chết. Bất hiếu đọa làm heo. Hầu nhị ở Kim Đơn vốn là kẻ bất hiếu, bà mẹ đem gạo giúp đỡ người ăn xin. Hầu nhị trông thấy nổi giận đánh mẹ và đuổi ra khỏi nhà. Vợ con khóc lóc can gián y cũng không nghe. Chẳng bao lâu khắp bệnh nhị sanh ghẻ độc lở lói, hành hạ đau nhức cho đến lúc y mãn phận. Sau khi chết, hầu nhị về ứng mộng cho con thấy, bảo rằng do cha ngỗ nghịch bất hiếu nên bị phạt đọa làm heo ở nhà Trương Nhị, nơi cửa Tuyên Võ tại Kinh Sư. Con nên qua đó mà chuộc mạng cha, nếu để trễ e không kịp. Thức dậy, đứa con y theo lời tìm đến nhà Trương Nhị. Quả có heo nái vừa mới sanh ra mấy heo con, trong đó một con heo mình thú mặt người, có râu mép, trạng màu giống cha mình. Đứa con thương khóc thuật lại duyên cớ, nguyện đưa ra 10 lượng vàng xin chuộc đem về. Nhưng Trương Nhị không nghe, đem heo con ra giết. Việc này xảy ra vào niên hiệu Khang Hy thứ 39 đời Thanh. Dùi trong bếp lửa. Bên nhà một phú ông ở Qua Đỉnh có thân cây khô rất to. Ông sắp đốn thì đêm lại mộng thấy một lão nhân dẫn nhiều người tới, xin hãy thông thả chậm lại ít hôm cho dời đi. Phú ông biết trong cây có vật lạ, sai người trèo lên nhìn xem, thì thấy cây đó bọng ruột. Trong bọng cây vô số rắn lạ nằm khoanh. Ông liền bảo đệ tớ chất củi đổ dầu đốt cháy cây ấy. Lúc đó hơi tanh hôi bay xa cả dặm. Phú ông đắc ý vỗ tay khả cười. Không bao lâu, ban đêm phú ông thấy có đám lửa to bay vào nhà. Ông gọi gia nhân thức dậy đến cứu chữa, nhưng lại tự nhiên không có chi cả. Việc như thế xảy ra nhiều lần rồi đều lặng lẽ, cả nhà không thấy làm lạ. Đêm nọ đứa tớ gái trộm củi đem nấu đồ riêng, bỗng lửa phát cháy đỏ. Phú ông và tất cả gia nhân đều cho là trạng thái cũ, nằm nghỉ luôn không thức dậy. Nhưng lần này nhà cháy thật, cả gia quyến đều bị vùi thân trong lửa. Kiếp trước hiến vàng tô điểm Phật, đời nay làm quan tại vì sao? Kiếp trước xây cầu đắp đường làm lộ, đời nay cưỡi ngựa ngồi kiệu. Kiếp trước dân y cúng dường chư tăng, đời nay mặc gấm mặc lụa. Kiếp trước cơm gạo bố thí người nghèo, đời nay có ăn có mặc. Kiếp trước dân gạo cúng chùa, đời nay nhà cao lầu gác. Kiếp trước xây dựng chùa cất nhà mát, đời nay trường thọ phước lộc. Kiếp trước hoa tươi dân cúng Phật, đời nay mặt mày trang nghiêm tại vì sao? Kiếp trước tụng kinh niệm Phật, đời nay thông minh trí tuệ. Kiếp trước tràng phan nghiêm cúng Phật, đời nay vợ chồng hạnh phúc. Kiếp trước kính trọng người cô độc, đời nay cha mẹ song toàn. Kiếp trước mở chuồng phóng sanh thả chim, đời nay đông con nhiều cháu. Kiếp trước hay phóng sanh thả cá, đời nay sống lâu. Kiếp trước khinh thường coi rẻ chồng, đời nay quả phụ. Kiếp trước dông ân bội nghĩa, đời nay làm thân nô tỳ tại vì sao? Kiếp trước hiến dầu đốt đèn cúng Phật, đời nay mắt sáng. Kiếp trước chửi cha mắng mẹ, đời nay căm ngọng tại vì sao? Kiếp trước chê cười lại Phật, đời nay gù lưng. Kiếp trước thiếu nợ không trả, đời nay làm trâu ngựa. Kiếp trước cúng dường tam bảo góp của phước điền, đời nay không quan chức cũng giàu sang. Kiếp trước hiến thuốc cứu mạng người, đời nay khỏe mạnh tại vì sao? Kiếp trước ác tâm hại người, đời nay cô đơn khổ cực. Kiếp trước giảng kinh thuyết pháp, đời nay công đức vô lượng. Kiếp trước hoa tươi dân cúng Phật, đời nay thêm đẹp đẽ dung nhan. Kiếp trước hiến giải giúp tăng ni, đời nay
không mặc gấm cũng mặc lụa. Kiếp trước cúng gạo cho chùa, đời nay ở nhà cao cửa rộng. Kiếp trước cứu giúp người nghèo, đời nay được phú quý hiển dinh. Kiếp trước phóng sanh bất sát, đời nay con cháu đầy đàn. Kiếp trước xây cầu đắp chuông, đời nay lên xe xuống ngựa. Kiếp trước kính lão cúng hiền, đời nay phước huệ thọ toàn. Kiếp trước chỉ đường dẫn lối, đời nay mọi người kính nể. Kiếp trước cúng dường chư tăng, đời nay được vợ thảo dâu hiền. Kiếp trước thù ghét hận người, đời nay nuôi con không chống lớn. Kiếp trước thông dâm vợ người, đời nay suốt đời cô độc. Kiếp trước đời trước xem sách nhảm nhí, đời nay đôi mắt mù lòa. Kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện, đời nay ói máu lên láng. Kiếp trước Phật pháp không tin, đời nay điếc đặt cả hai tai. Kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật, đời nay ghẻ mọc đầy người. Kiếp trước ganh ghét người tài giỏi, đời nay thân mình hôi thối nực nóng. Kiếp trước làm chuyện dèm pha, đời nay mang tật xích môi miệng mình. Kiếp trước đánh cha đập mẹ, đời nay tay chân bị tật nguyền. Kiếp trước phá hoại cầu đường, đời nay què cả hai chân tật nguyền. Kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác, đời nay suốt đời thường mang bệnh tật. Kiếp trước gạt người mù, đời nay không làm chó cũng làm heo. Kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ, đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi. Kiếp trước nói xấu người khác, đời nay lãnh quả bị thuốc chết. Kiếp trước khinh bỉ người giúp việc, đời nay thân hình gù lưng xấu xí. Kiếp trước dành lợi về mình để hại người khác, đời nay lãnh nghiệp chết treo khổ đời. Kiếp trước cản người đi chùa phỉ báng Phật giáo, đời nay không bị sét thiên lôi thì bị lửa đốt. Kiếp trước kết oán gieo thù, đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ. Kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin, đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ. Kiếp trước không thương vợ thương con, đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình. Kiếp trước xây cầu đắp chuông, đời nay lên xe xuống ngựa. Kiếp trước kính lão cúng hiền, đời nay phước huệ thọ toàn. Kiếp trước chỉ đường dẫn lối, đời nay mọi người kính nể. Kiếp trước cúng dường chư tăng, đời nay được vợ thảo dâu hiền. Kiếp trước thù ghét hận người, đời nay nuôi con không chống lớn. Kiếp trước thông dâm vợ người, đời nay suốt đời cô độc. Kiếp trước đời trước xem sách nhảm nhí, đời nay đôi mắt mù lòa. Kiếp trước đâm thọc nhiều chuyện, đời nay ói máu lên láng. Kiếp trước Phật pháp không tin, đời nay điếc đặt cả hai tai. Kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật, đời nay ghẻ mọc đầy người. Kiếp trước ganh ghét người tài giỏi, đời nay thân mình hôi thối nực nóng. Kiếp trước làm chuyện dèm pha, đời nay mang tật xích môi miệng mình. Kiếp trước đánh cha đập mẹ, đời nay tay chân bị tật nguyền. Kiếp trước phá hoại cầu đường, đời nay què cả hai chân tật nguyền. Kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác, đời nay suốt đời thường mang bệnh tật. Kiếp trước gạt người mù, đời nay không làm chó cũng làm heo. Kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ, đời nay suốt đời ngồi tù thui thủi. Kiếp trước nói xấu người khác, đời nay lãnh quả bị thuốc chết.
Kiếp trước khinh bỉ người giúp việc, đời nay thân hình gù lưng xấu xí. Kiếp trước giành lợi về mình để hại người khác, đời nay lãnh nghiệp chết treo khổ đời. Kiếp trước cản người đi chùa phỉ báng Phật giáo, đời nay không bị sét thiên lôi thì bị lửa đốt. Kiếp trước kết oán gieo thù, đời nay không bị rắn cắn cũng bị cọp dồ. Kiếp trước cười chê ăn mày ăn xin, đời nay chết đói ngoài đường ngoài lộ. Kiếp trước không thương vợ thương con, đời nay suốt đời đơn độc lẻ loi một mình.